chịu, em rất là ghét. Phải làm sao cho ảnh gặp mình là ảnh phải gục luôn. Khi mà ảnh gặp em thì em thấy là chết thiệt hả? Chắc chắn là phải dính rồi. Mà vấn đề là em có chết với ảnh không? Dạ cũng có. Cô ta đăng lên Facebook luôn mà xém nó mất cả bầu trời. Em chả biết bầu trời là cái gì. Là em đó phải không? Em xém mất cả bầu trời. Dạ, dạ đúng rồi, là anh đó. Là em đó. Dạ. Thì lúc đó em mới hiểu ra là em. Quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay tiếp để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh chị, em tên là Vũ Văn Hải, năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là buôn bán. Em thì sinh sống ở Gò Vấp, quê thì ở Đồng Nai. Còn em? Dạ, em xin chào anh chị, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Mỹ Lệ, năm nay em là 27 tuổi. Em đang kinh doanh online và quê quán cũng ở Đồng Nai luôn ạ. Tình yêu của các bạn xuất phát từ là hai người ở hàng xóm đúng không? Dạ. Và yêu thương nhau từ cái thời thanh mai trúc mã đúng không nào? Dạ không, dạ không. Em ơi thôi, em làm ông mụ thôi, đừng làm ông thầy. Ông thầy rất quất luôn. Quất luôn. Mối lương duyên của các bạn bắt đầu như thế nào? Dạ, bắt đầu là mai mối á. Hai gia đình ở gần, rất là gần nhau, nhưng mà đó, hai gia đình đều biết nhau, nhưng mà em với ảnh là không biết nhau. Em thì cũng có mình nên đôi khi cũng muốn lập gia đình. Thì lúc qua tôi cũng 29-30 tuổi, thấy chưa thấy dục dịch thì cũng lo quá. Thế là cũng bắt lấy vợ. Còn gia đình em có bắt lấy chồng không? À, dạ không bắt lấy chồng, nhưng mà thấy ảnh được quá, tại gia đình nề nếp này nọ, cái bắt em là phải lấy anh đó. Là mai kêu em là cứ tiến tới đi, mặc dù em không biết ảnh là ai. Xong rồi sau một thời gian là dì của em ở gần nhà chồng em luôn á, cho ảnh số điện thoại em, mà ảnh không có điện thoại, ảnh không có liên lạc gì hết trơn á. Đến nỗi dì em hỏi là ủa Lệ gặp mà Hải sao rồi, em nói là đâu thấy gọi điện gì đâu dì. Dì liên tục dì thúc mà Hải chồng em. Lúc đầu em cũng không có ý định là gọi điện liên lạc nhiều, em chưa suy nghĩ là gia đình đâu. Nhưng mà cũng thấy gia đình cũng lo cho mình quá thì mình cũng gọi điện cho người ta cái cho sao. Thì em kêu trời cái anh này chắc là đẹp trai hay là như nào lắm, anh làm cao không nhắn tin không gọi điện cho mình. Xong rồi cái em rất là khó chịu, em rất là ghét. Phải làm sao cho ảnh gặp mình là ảnh phải gục luôn. Khi mà ảnh gặp em thì em thấy là chết thiệt hả? Chắc chắn là phải dính rồi. Mà vấn đề là em có chết với ảnh không? Dạ cũng có. Khi mà em gặp ảnh thì em cảm thấy là anh là cao to, mà cái gu của em là cao to là được rồi, không cần phải là đẹp trai. Nói chung là lần đầu tiên gặp thấy vợ em Barbie lắm, trông dễ thương lắm. Em bị cuốn hút liền, tức tử luôn đúng không? Đi xét ai tình luôn đúng không? Dạ. Chứ phải chi mà ông này chết thôi mà cô này cũng không chết thì mới có chuyện để mà nói, còn bà gặp chết qua chết lại. Gia đình mẹ em và mẹ chồng em thì cảm thấy là hai đứa đã liên lạc với nhau, cái là hối thúc sao rồi ngày nào cũng hối thúc. Tụi em chưa quen nhau nhưng mà cũng giống như là bắt ép là phải quen nhau và yêu nhau trong khoảng thời gian là khoảng 1 năm, trong thời gian tìm hiểu thôi. Nhưng mà không ngờ gia đình làm lố quá, chưa thực tế mà gia đình coi như là xong rồi, coi như là rồi xong rồi á. Bao lâu thì mới nắm tay? Cũng hình như cũng mà vài tháng. Đúng rồi, cũng vài tháng sau. Rồi sau khi nắm tay rồi bao lâu mới hôn nhau? Em là người chủ động, nói chung là con trai được đà lớn tới liền đúng không chị? Hỏi cái là thấy không nói gì cái là mình hôn liền. Có hôn sao em? Sướng lắm. Sướng lắm nhỉ? Cái lời nói lên bảo má ơi chắc con chết mất. Em nói vậy luôn á hả? Dạ. Ủa chị cứ nghĩ là vậy nè, gia đình đã làm lố, sao tụi em không lố theo ta, mà tụi em để chỉ 2-3 tháng rồi bắt đầu mới hung đầu tiên rồi mới nắm tay. Dạ không, gia đình làm lố là vấn đề là hai đứa là đã đồng ý quen thôi, chứ không phải làm lố về thứ khác. Như vậy là các em giữ cho nhau đến đêm tân hôn luôn đúng không? Dạ không, tại anh chị biết sao, tụi em làm giấy đăng ký kết hôn vào tháng 12 năm trước, tới tháng 4 nghĩa là đăng ký trước cái gì mới có đêm tân hôn. Đăng ký kết hôn rồi thì thôi mình ấy luôn. Rồi cái lúc ấy thì la tới cái gì nữa? Không là má ơi con chết mất. Anh ơi từ từ thôi. Anh ơi từ từ thôi. Tính đi họp lớp cơ, vợ không cho đi. Khổ với lúc đó là mùng 3 Tết chứ chị. Trời, thôi họp nhau đi. Không cho đi cái là thôi ở nhà hai đứa họp nhau luôn chứ. Nói chung là thoải mái mà, đúng là thoải mái nên cũng không có gì. Đó là chỉ giống như là mình vừa mới đăng ký kết hôn xong rồi mình kiểu như thử á, cũng sợ có bầu tại vì 4 tháng sau mới cưới. Đến ngày cưới đó các em có biến cố gì xảy ra không? Dạ cũng có ạ. Hình như là ảnh nhắn tin hay là chat gì với lại một cô bạn cũ, nhắn tin bình thường thôi. Không biết em bị sao, em cứ nóng nóng lên cái em nói qua nói lại, cái em nói thôi chia tay đi. Cái em nói giỡn thôi, hù thôi để cho ảnh không có nhắn tin với người khác giới nữa.
À, tại vì mình ích kỷ mà, mình mới đăng ký kết hôn mà. Cái xong ảnh kêu là ừ chia tay thì chia tay. Cái đợt đó là có một nhỏ kia nó cũng thích em lắm. Nó nhắn tin rồi nó nhắn tùm lum, nó nói đủ các kiểu ấy. Nói chung có nhiều tin nhắn em gửi hết lại cho vợ em bây giờ. Vợ em cũng lúc đó cũng còn suy nghĩ mông lung lắm. Cái là hồi nữa rồi tùm lum lên, cuối cùng làm em bực mình. Hù em chia tay, cứ kiểu em bực quá. Em bực quá. 7 giờ chia tay, 8 giờ là bình thường. Có nghĩa là mình nói chia tay xong rồi thấy cái cô ta uể oải quá, cái là mình cũng có mủ lòng luôn, cái là hồi nữa rồi lại thôi. Xong rồi hồi nữa xíu về cô ta đăng lên Facebook luôn mà xém nó mất cả bầu trời, em chẳng biết bầu trời là cái gì. Là em đó phải không? Em xém mất cả bầu trời. Dạ, đúng rồi, là anh đó. Là em đó. Dạ. Thì lúc đó em mới hiểu ra là em. Trước khi đám cưới đó, có khi nào em thấy rằng là cái việc mà cưới hỏi nó đến mình nhanh quá không? Em xác định là về là nó hỏi nói chuyện người lớn thôi, nhưng mà không có định ngày cưới, không có xác định là cưới trong năm. Cái gia đình được nước rồi, hai đứa dính nhau rồi, con trai của mình sắp được lấy vợ rồi, gia đình bắt ép lấy cưới nhau trong năm, cái em không chịu, em khóc tại nhà chồng luôn. Còn ngay cái lúc đó là tiệc xong rồi, cái là quay qua nói và định ngày cưới là không chịu. Đó em cũng mới có 23 tuổi, em cũng chưa có suy nghĩ là phải lấy chồng, phải gò bó như, rồi thế như, này như thì kiểu kia. là bị gài á, người ta bị choáng á. Không, cái tâm lý của con gái là vậy đó. Trời ơi, làm sao mà tưởng tượng được mình coi như em lấy chồng là bước sang một cái trang mới hoàn toàn cuộc đời, nó một bước ngoặt. Nhưng mà giờ thôi cũng ván đóng thuyền rồi, lấy nhau được 4 năm hả? Dạ. Có con chưa? Em sinh được một cậu con trai. Rồi bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì không? Dạ, anh có tật xấu là không lãng mạn. Từ trước tới giờ có tặng hoa cho vợ rồi nói những cái câu nói yêu thương gì không? Mùng 8 tháng 3 có tặng hoa, nhưng mà em phải làm dữ dằn lắm mới tặng hoa. Trước 10 ngày là em phải quằn 10 ngày. Vậy thì những cái lúc mà giận nhau thì như thế nào? Ảnh có phải là người xuống nước trước năn nỉ em hay không? Dạ không, ảnh không có xuống nước, không nói chuyện trước mà toàn em nói chuyện không à. Tại vì bản thân của em là em không thích cái không khí gia đình ngột ngạt, căng thẳng. Em thấy thích thoải mái nên khi mà nói, ví dụ như là không nói chuyện một ngày đi á, thì em tự động em nói chuyện trước. Khi giận là chồng em không nói năng gì hả? Có việc gì cần thì vẫn nói một hai câu. Là mặt cứ phụng phịu rồi đi ra đi vào. Với lại một phần là khi mà cãi nhau thì chồng em ở nhà, còn em thì đi chơi. Thì chơi xong thì thoải mái rồi, về nhà cũng thấy cả bầu trời bình yên rồi nên tự làm hòa. Nói vậy cũng vui. Rồi tới em Hải. Dạ. Lệ có tật xấu gì không? Vợ em thì đúng ra thì cũng chẳng tật xấu nhiều. Có những cái tính là chồng nói gì đúng sai cũng phải để nói hết đã rồi mình hạnh nói lại. Nhưng mà thế mà em nói chưa hết gì là cũng phải trả lại một hai câu đã. Muốn tới đâu tới à? Cứ thích nói qua nói lại vậy thôi. Ở nhà thì như thế nào? Có gọn gàng ngăn nắp không? Trời, nếu mà vợ em ở nhà thì chắc em là người gọn gàng hơn. Vậy á. Ủa nhưng mà hai đứa em là đứa nào ghen đứa nào? Dạ không ai ghen ai hết nè. Vậy hả? Vợ chồng thanh bình vậy luôn á hả? Dạ không có ghen. Chỉ có chồng em là thích gọn gàng, thích căng nắp. Nhưng mà em thì ngược lại, em thì thích thoải mái, thích bừa bộn. Em thì đúng là cũng nói đúng là không, là không ghen thì không đúng. Nhưng mà em cũng tin tưởng vợ em. Tại vì vợ em làm bên vấn đề kinh doanh online nên cũng dạng như kiểu mắt cúp lên đi này đi đó. Vào những cái chỗ lớn thì cũng gặp người này người nọ thì mấy người cứ nói bảo sao để cho vợ đi chơi hay đi này đi thoải mái, nhiều khi không sợ. Em nghĩ một điều là trước khi lúc quen á, vợ em cũng có rất là nhiều người để ý. Cho tới lúc này chấp nhận nó lấy mình thì mình xác định về con đường gia đình thì vợ mình cũng vì mình, vì gia đình. Bây giờ Lệ mong muốn Hải thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn chồng em là lãng mạn hơn, quan tâm em nhiều hơn. Ví dụ như là lâu lâu tặng này tặng kia cho em, dẫn em đi mua sắm. Và tiền của anh em giữ hết rồi mà đúng không? Dạ. Giữ hết rồi lấy tiền đâu mua sắm? Bà sắp bạc. Đòi hỏi những cái chuyện. Thôi giờ không có tiền không mang gà thì không tặng. Nhưng mà phải có tiền. Em không biết nhưng mà phải có tiền. Như tới ngày sinh nhật mà không tặng bông mà tặng cái gấp đôi thì gấp 10 lần cái bông. Cái bằng thứ khác chi giá như kim cương hồ xoàn chẳng hạn. Đó. Phụ nữ ai cũng vậy đó em. Nhiều khi một trái ổi thôi nó cũng hơn cả cái một cái gì giá đúng thời điểm đó. Thôi. Đúng thời điểm thôi. Em thấy không? Em bây giờ em chơi chiêu phải đúng thời điểm. Mình đã có lòng á là sẽ có cách thôi. Nó nhiều cách lắm. Rồi giờ Hải nè, Hải mong muốn lại thay đổi điều gì? Em thì muốn nói chung là thay đổi cái thói quen như kiểu là sinh hoạt hoặc về vấn đề cái tính tình, nói chung là để nghe chồng nói hết đã rồi xem đúng hay sai đã rồi ấy. Có nghĩa là phải lắng nghe, tức là trong hai người á
đều phải biết lắng nghe nhau. Thực sự vợ chồng là vậy, đến một lúc nào đó cái cuộc sống của vợ chồng á, nó giống như là những người bạn đồng hành đi bên cạnh nhau vậy á. Và có đôi lúc mình quên đi cái sự sẻ chia của hai người á. Nhiều khi những ông chồng á, đi ra ngoài có bồ có bịch là lý do là bởi vì khi ông nói á, có người nghe. Có một em nai nai ngồi, dạ anh, trời ơi anh hay quá, anh giỏi quá rồi này kia nọ đó. Mà mình quên đi, mình bị quên đi những cái chi tiết đó. Và em đã làm được một cái điều rất hay là em tự làm lành. Tức là mình thua chồng mình đâu có gì đâu mà mắc cỡ. Và em chỉ cần thêm một cái nữa là chịu khó lắng nghe ổng. Còn ngược lại thì những cái gì mà vợ em đòi hỏi đó, em cố gắng đi, lãng mạn lên chút coi nào. Làm sao mà để cổ phải la lên, ôi má ơi con chết đó, ví dụ vậy. Thể hiện đi, đó đứng lên à. Sau chương trình này anh muốn là muốn dành cái tình cảm cho em được nhiều hơn. Và cũng thông cảm cho những cái suy nghĩ của em, những lúc em bực bội anh, hoặc là anh cố gắng thay đổi để cho mình, gia đình mình hoàn thiện và cuộc sống vợ chồng mình hạnh phúc hơn. Quá tốt, nếu ngại gì một cái nụ hôn mà... Ôi má ơi chết mất. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và xin chúc cho hai em nha, cứ mãi giữ lửa hạnh phúc ha. Và luôn luôn tươi cười và nắm tay nhau đi hết còn trọn đời. Dạ, rồi cảm ơn chị. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới một cái là đùng một cái là cưới thôi, chứ không có yêu đương. Dạ. Ê vậy vui lắm á. Tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á, rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Không, em yên tâm đi. Anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em. Sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. Một tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn, rồi anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Và đầu tiên em xin được giới thiệu, em là Lài Chanh Chánh, đến từ Đắk Nông. Công việc của hiện tại của em là sư phụ lậu. Hả? Em là người Hoa. Tại vì bên người Hoa em là có rất là nhiều những cái phong tục tập quán riêng của người Hoa á, thì sẽ có một số người là đảm nhận những cái công việc đó, giống như là những cái tục lễ mà mình ma chay với họ, hay là những cái lễ hội của người Hoa đó. Rồi, gọi là phổ biến những cái tục lệ, đúng không? Những lưu truyền lại của từ ông bà lại. Còn em? Em xin chào mọi người. Xin chào MC Hồng Vân và Quốc Thịnh. Em tên là Ngô Kim Cúc và năm nay em 23 tuổi. Em đến từ Đắk Nông ạ. Em cũng là người Việt gốc Hoa. Cái mối tình của các em nó bắt đầu được như thế nào? 5 năm về trước rồi. Là em đi xuống nhà bạn của em chơi, vô tình là gặp được vợ em. Cũng là ngày xưa là cái bằng bé Cúc thôi. Dạ, lần đầu tiên gặp Cúc để tóc tomboy á, thấy cũng lạ lạ, cũng ấn tượng. Một thời gian sau, cũng khá lâu á, em vô nhà cô của Cúc chơi, không ngờ được là Cúc lại là cháu của bạn mình. Thấy dễ thương, lúc đó mới lấy số, mới tìm hiểu đồ. Cái lần đầu tiên mà chưa phải là lấy số đó là đã thích rồi gì? Dạ, ý là thấy dễ thương thôi chứ cũng chưa thích. Nói chung là ấn tượng tốt, đẹp đúng không? Dạ. Cái lần đầu tiên gặp em thấy anh dạy gái. Anh đi xuống nhà bạn chơi. Ở nhà có nhiều người lắm, chắc cũng tầm mười mấy người á. Anh mua nước mía hết cho cả nhà uống luôn. Ta gọi là ga lăng sao gọi là dạy gái. Vô nhà cô thì gặp thì lúc đầu là anh này cũng chưa có nhớ ra em đâu. Xong rồi lúc đó là tụi em mới chơi với nhau thôi. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới một cái là đùng một cái là cưới thôi, chứ không có yêu đương. Rồi trong lúc làm bạn bè có nắm tay nắm chân rồi có này kia nọ không? Dạ không, chỉ có rủ nhau đi nhậu cà phê thôi chứ không có. Tại sao lại cưới như vậy ta? Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Anh là hồi xưa là anh có quen một chị, anh với chị đó rất là thương nhau, nhưng mà tại vì ba mẹ thấy là chị đó sao quá. Với lại làm nếu mà cưới là sau này anh phải xuống Bình Dương lập nghiệp, không có ở trên Đắk Nông nữa, nên là ba mẹ không có đồng ý. Xong rồi cái vô tình mà lúc đó là tụi em gặp lại nhau á, xong cái ba mẹ anh xúi anh cưới em. Rồi lúc đó là em nghe lời xúi của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê vậy vui lắm á. Tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á, rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Nó có cái sự gì khác cái lúc mà 5 năm trời mà đi cà phê với nhậu nhạc không? Cũng khác dữ lắm, cũng hơi bất ngờ. Thì cái đêm tân hôn thì cũng hơi bối rối. Không, anh không bối rối đâu chị. Anh không bối rối hả? Không hề bối rối.
Tại vì trước đêm tân hôn là anh đã dụ em rồi, làm sao mà bối rối được. Lúc đó là em đi làm ở gần nhà anh, nhưng mà từ chỗ làm là về nhà em là nó mười mấy cây lận. Dụ em dọn xuống nhà anh ở, mà trong khi chưa có cưới hỏi gì hết. Em kêu không, mỗi lần mà em đi công tác về là anh hay dụ em thôi, em xuống nhà em anh ngủ đi, chứ về nhà chi cho xa xôi. Ý là dụ xong rồi thì cũng xuống, cũng cho ngủ phòng riêng đồ. Cái có một đêm em sợ ma quá, cái anh sao đêm qua không ngủ được mà không gọi cho anh. Gọi cho anh xuống ngủ cùng. Rồi tụi em cứ suôn sẻ vậy cho đến ngày cưới ha, nó có cái sự cố gì trước khi cưới không? Dạ cũng có. Có hai sự cố là anh giới thiệu em với mẹ ảnh ra Tết là sẽ xin phép mẹ của em, thì mẹ đồng ý. Tự nhiên cái sáng sau anh đuổi, anh kêu là em ơi, anh không có tốt giống như em nghĩ đâu. Cái em cũng đang nghi, tại vì con gái mà mình thường hay có giác quan thứ sáu lắm. Còn hỏi thì em mới biết là ảnh đang quen một chị nữa ở Bình Dương. Rồi ảnh kêu là ra Tết mừng vẫn cưới, nhưng mà phải cho anh thời gian để anh chấm dứt với cái chị này. Lúc đó là em giận lắm. Không có cưới hỏi gì hết. Vậy thì em không khác gì là một người thứ ba xen vào hết đó, nên là em không có đồng ý. Lúc đó là em bỏ về luôn. Cái ảnh lên trên chỗ làm của em á, ảnh đòi gặp em, xong rồi ảnh gọi ra nói chuyện. Thì hai đứa cũng nói chuyện xong rồi thống nhất với nhau. Em nghĩ là thôi, dù gì thì mình cũng không có thương, thôi cưới cưới đại đi, người ta sao kệ, quan trọng là vấn đề sau này cưới về nó như nào thôi. Nó có hai lần. Hai sự lần. Sự cố vừa rồi là sự cố thứ nhất. Một lần nữa là trước ngày cưới, khoảng tầm 1.5 tháng. À. Là lúc đó là cận Tết luôn. Là chuyện gì nữa? Ý là nếu mà ra Tết cưới á, thì là anh phải về nói chuyện với ba mẹ em đàng hoàng. Thì anh quyết định mùng 8 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ em. Cái anh nói là nhưng mà mùng 4 là anh có một chuyến đi du lịch Đà Nẵng rồi. Tự nhiên tới hôm 27 Tết gì đó là em vô tình em phát hiện được là anh này đi với chị người yêu. Cái chị mà chưa có chấm dứt đó. Dạ anh đúng, hứa đúng. Là lần một chấm dứt, rồi lần hai là vẫn đi du lịch. Ông sĩ phụ lão này dễ sợ quá đó, ông giải thích đi ông. Tại vì cái vé, cái chuyến đi Đà Nẵng đó là đặt trước mấy tháng rồi, là hứa là sẽ đi rồi. Vé hủy được mà. Xong cái hủy luôn. Hả? Xong cái hủy. Có hủy không? Hủy rồi. Rồi cuối cùng mà có đi Đà Nẵng không? Phát hiện dạ, ra không? Rồi mới hủy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà tại sao em phát hiện được? Giống như linh cảm vậy, mỗi lần mà anh đi với gái hay là anh làm gì là em đều có linh cảm. Mới là tự nhiên em kiểm tra điện thoại là thấy nó hiện sờ sờ. Xong rồi em dục điện thoại cái vạch đó, em đi về một mặt luôn là ông biết chuyện gì xảy ra. Cứ điện thoại liên lạc cho em hoài, cái em chặn luôn. Anh gọi điện không được, cái anh mới nhờ má gọi điện. Mà chị hỏi nè, lúc đó là em yêu anh rồi chưa? Dạ chưa. Chưa có yêu mắc mới gì ghen? Hả? Ghen chứ. Cảm giác lúc đó là mình bị lừa dối nên là mình cảm thấy rất là bực bội á. Lúc nào mới yêu nè? Cưới về khoảng một thời gian là 1 tháng mấy 2 tháng rồi mới bắt đầu yêu á. Lúc đó em đã yêu cô bạn này chưa? Dạ chưa. Chưa yêu mà dụ. Gan tay trời luôn à. Là bạn là đó, có cái tình bạn 5 năm rồi, bây giờ cái đêm tân hôn á nó vui không? Cái dạ. Lần đầu tiên mà em sở hữu được cái con người này là mình cảm thấy nắm được tất cả thiên hạ. Cũng hơi gì lúc gì? Đó thì cũng hồi hộp. Cái em tắt đèn mất tiêu rồi, em cũng cảm giác nó lạ. Lạ đúng không? Nó khó tả. Thế còn Trúc thì sao? Không có dám nhìn, tắt đèn. Nhưng mà thích không? Khóc. Biết sao mà chị hỏi không? Là tại vì nè, hai người này là yêu nhau sau khi kết hôn. Là sau khi có cái chuyện kia đúng không? Thành ra là thuộc là đây là một gọi là một kiểu vợ chồng á, là sau khi đã có cái quan hệ thể xác rồi thì mới cảm thấy là yêu nhau, cần nhau. Đó, nó có nhiều dạng lắm em. Mà có những người mà yêu nhau khủng khiếp luôn ha, yêu 5-6 năm yêu thì yêu, đụng vô nhau một cái bỏ luôn. Bỏ luôn đó là vậy mà. Hai bạn á là xuất phát từ tình bạn, cũng không có yêu thương. Vậy thì sau hôn nhân thì chắc chắn một vấn đề để gọi là hiểu nhau. Dạ. Thật sự là chưa hiểu nhiều lắm đâu. Vậy thì có những cái biến cố gì sau hôn nhân không? Xong rồi khi đám cưới á, thì tụi em có mở một cái tiệm điện thoại. Thì anh giao cho em là toàn quyền quản lý hết. Thì mở được khoảng tầm 2-3 tháng á, là nó xảy ra một vài cái trục trặc. Tiệm của em nó bị suy sụp. Khoảng thời gian đó thì nó bị thua lỗ nhiều, dẫn đến là lúc đó em bị stress nặng đó. Vậy như kiểu là bây giờ cái số tiền đó nó so với người khác thì nó không lớn, nhưng mà so với em thì nó cực kỳ lớn. Tại vì em mới 2-3 tuổi nên là em cảm thấy là nó mất mát rất là nhiều. Kiểu là lúc đó em không có làm được gì luôn. Em chỉ có thu mình lại thôi. Cứ sáng là em dậy em nấu đồ ăn xong hết rồi là em chui vào phòng, em nằm. Ai gọi điện thoại hay là nhắn tin hay là cái gì em cũng không trả lời hết đó, trừ ba mẹ em với chồng em thôi.
Còn cứ tới tối là ra, cứ vô phòng vậy, giống như con ốc sên vậy. Ảnh đi lo hết tất cả mọi việc, từ việc giải quyết cửa hàng, thanh lý hàng hóa, thanh lý tủ, rồi cho tới giải quyết nợ nần là một tay ảnh làm hết. Cái thời gian đó trong bao lâu? Khoảng tầm một tháng. Rồi lúc đó nói chung là cái người mà bên cạnh em và động viên em và giúp đỡ em để mà vượt qua cái trầm cảm đó chính là chồng em, đúng không? Dạ, thực sự là nếu như mà người khác thì em nghĩ là có thể là nó sẽ rất là nhiều chuyện lục đục. Và cũng chính vì lý do đó mà khiến em trở nên yêu chồng mình nhiều. Dạ, đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Cái đó là biến cố lớn nhất mà thay đổi tình cảm, suy nghĩ của hai vợ chồng em. Rồi, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Tới giờ là được 1 năm 4 tháng. Đã có tin vui gì chưa? Dạ chưa. Thì sau khi về ở chung, anh ấy có tật xấu gì không? Trời, nhiều lắm anh. Anh này anh nhậu dữ lắm. Hồi xưa lúc mà trước khi cưới em hỏi là ủa anh uống dữ lại về mai mốt có uống không? Không, em yên tâm đi, anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em, sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. Một tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn, rồi anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Anh có một cái tật vô tâm lắm. Em nhớ là có một cái lần, tại vì lúc sinh nhật ảnh là điện thoại của ảnh bị hư, nên là em quyết định em mua điện thoại cho ảnh. Thì em mua trước là cũng được 4-5 ngày á. Xong em nghĩ tới sinh nhật là em sẽ tặng bình thường đưa cho ảnh thôi. Nhưng mà cái tối hôm trước, cái hôm sinh nhật á, là ảnh với ba cãi nhau. Ảnh buồn lắm. Ra dắt cái xe mở xe đổ, xong ông đừng ông khóc ngon lành giống con nít vậy á. Cái em mới thấy không, tội quá. Cái em nghĩ là em làm cái gì đó cho ảnh vui. Tại vì gấp quá em không có mua được gì hết. Em mua bong bóng với lại nến với lại bánh choco pie rồi đó. Em về em thổi bong bóng xong rồi em sắp nến được khắp phòng vậy á. Xong em xếp cái bóng, cái bóc cái bánh choco pie ra, em xếp thành cái bánh sinh nhật, em cắm nến lên. Xong rồi ảnh thì ảnh nhậu xịn quá, cái ảnh ngủ rồi. Tới 12 giờ em đốt nến, đốt đồ vô, xong rồi em chạy qua phòng anh, em kêu là anh trời ơi, phòng có con rắn kìa, anh chạy qua anh coi đi. Không, ngủ. Nằm ngủ, lôi kéo hay là bất cứ cái gì cũng không dậy hết. Bất tỉnh luôn mà. Không phải, ảnh dậy. Nhưng mà giống như kiểu là ảnh đang buồn trong người á. Nên là ảnh chỉ suy nghĩ là bây giờ ảnh buồn thôi. Ảnh không cần biết em nói là anh qua đây đi, em có cái bất ngờ này cho anh. Cũng không dậy luôn, nằm yên vậy. Trời ơi, xong rồi cái em về phòng em ngồi im trong phòng, nến đồ bóng bay đồ. Em để im như vậy luôn. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Cái tật ông rất là thích con nít. Lúc mà cưới về em bị cái đau dạ dày á, nên là em ăn đồ ăn vô em hay bị ói ra. Ông kêu wow hôm nay có bầu rồi hả. Em có một cái bài báo ở trên mạng á, viết là nếu mà mình hút thuốc với là uống rượu bia nhiều là nó sẽ ảnh hưởng tới tinh trùng á. Anh trời, anh đọc xong anh sợ lắm. Anh sợ xong cái anh bỏ thuốc. Anh bỏ nhưng mà bỏ chắc đâu được 6 ngày á, cái anh hút lại. Vậy là không có kiên trì. Thích con nít mà thích hút thuốc, thích uống rượu nữa thì con nít nó không thích. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. À, vợ em có tật xấu gì không? Vợ em thì có nhiều tật xấu chứ. Lười biếng nè. Làm biếng là không chịu làm việc nhà đó đúng không? Dạ, nhiều khi bắt em làm việc nhà nữa cơ. Rồi nấu ăn được không? Nấu ăn dở lắm. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Nấu chính vẫn là em, mà lại hay quên. Có lần đi vô rạy phụ mẹ, xong cái tháo cái nhẫn cưới ra, cái để trên cái điện thoại, lát mấy đứa em nó phá, nó làm mất tiêu. Mất luôn cái nhẫn cưới. Xong ấy vô tình em lại lụm được. Cho em bào chữa đi chứ đoạn này em ức quá. Nếu mà nói đáng chí là anh đáng chí hơn. Tại vì em quên đồ nhưng mà em toàn quên ở nhà em không à. Còn ảnh là bữa em nói rồi là đừng có la em nhiều. La nhiều là bị nghiệp báo, ảnh không có tin. Cái anh đi ăn sáng xong cái anh để quên cái điện thoại đó luôn. Mà để quên xong tới chiều mới biết là mình mất cái điện thoại rồi. À. Còn cái việc nhà là em nhộn được có đúng một lần. Nhờ em khui thì mới phát hiện ra thêm. Dạ. Có cái tật xấu là đổ thừa. Dạ đúng rồi, wow. Đúng rồi. Bây giờ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Chị mong muốn là chồng em bớt vô tâm hơn, với lại thay đổi cái cách suy nghĩ á. Ừ, cưới về thì những cái chuyện mà giống như chuyện vui hay là chuyện gì đó mình không có cần thiết là phải lãng mạn hay là phải này kia kia nọ, thì nên thay đổi cho tâm hồn nó trẻ một xíu. Nói chung là bớt mọi thứ đi, bớt vô tâm lại. Có bớt thương vợ luôn không? Còn chắc thì sao? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn là vợ thì siêng năng hơn, biết nghe lời chồng là tốt rồi. Em thì rất là nghe lời ảnh. Có một cái là mỗi lần mà cãi nhau lên là em chuyên gia làm ngược lại cái lý ý của ảnh. Là ví dụ như anh muốn em rửa chén em sẽ đi quét nhà đó, vậy mà kiểu nghe lời gì bảo ý là lúc mà cãi nhau, lúc cãi nhau
làm sai cái đó lại. Là còn con nít đó. Hiện giờ là hai bạn này là cái tôi vẫn còn dữ dội lắm nè, chưa có chịu bớt cái tôi của mình đi để mà hòa nhập lại với nhau. Bây giờ các bạn bắt đầu mới thực sự là yêu nhau qua một cái sự cảm động trong cái chuyện mà cái cú sốc làm ăn mà mất tiền đó, đúng không nè? Yeah. Thì bây giờ mới là cái thời điểm các bạn đang tìm hiểu nhau một cách thực sự. Cho nên cố gắng tìm hiểu và tìm tòi những cái ưu điểm của nhau. Và những cái khuyết điểm thì các bạn cứ tưởng tượng đi, đừng có bây giờ đừng có nghĩ là đã là vợ chồng rồi, mà hiện giờ hai người này đang tìm hiểu nhau, đang yêu nhau. Đó, để các bạn cố gắng là đừng có tạo ra nhiều những cái mà hiểu lầm. Muốn bớt cái tôi của mình lại thì phải dành nhiều buổi tối cho nhau. Đó, ha. Dạ. Thì em bé sẽ xuất hiện. Nghe. Dạ. Cảm ơn hai đứa nha. Chạm mặt đầu tiên là em thích ảnh rồi, nhưng mà em nghĩ ảnh là chất gay á chị. Hả? Em nghĩ ảnh gay lắm. Ủa người đó giờ em không biết hả? Em dạ. Không biết thích thì thích, cái nhưng mà vẫn nghĩ giống đầu tiên. Cái anh này nè hiền lắm nha, đừng có ăn hiếp ảnh nữa. Sửa tính lại đi, mẹ không cho mày quen thằng nào khác nữa, mày phải lấy thằng này cho mẹ. Mày không lấy thằng này, mẹ không cho mày lấy chồng. Rồi. Là lúc mà em chỉ muốn cái trong phim Hàn Quốc á, là khi mà mình bỏ đi ảnh sẽ kéo tay mình lại nè. Mà em không kéo luôn, xong rồi em đứng ngay cầu thang em nói trời sao giờ chưa ra chưa kéo nữa chứ đâu nghĩ nữa. Mà bây giờ mình vô ngủ thì mình quê lắm. Nên là em nói là giờ mình giả bộ mình xuống mình kéo cửa đi, rầm rầm đi mình bỏ đi. Dạ đúng rồi, cho chạy xuống. Kéo cửa ra cũng không chạy xuống chi, quê quá. Đóng cửa lại thì cũng phải đi. Mà đi mà cứ nhìn, em cứ nhìn lại, ủa sao chưa ra nữa. Dạ mà khuya rồi, 11, 12 khuya rồi mà em mặc đồ ngủ nữa mà em không có điện thoại không có tiền. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng thứ hai. Dành một tràng pháo tay đón chào họ nào. Chào hai em. Mặt chú rể dễ cưng quá, có ga hài dễ sợ luôn. Giống như một cái nhân vật hoạt hình gì đó mà anh chưa nghĩ xa. Dễ cưng vậy. Em tên là Trương Thành Sang, em sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến giờ luôn. Em là làm hành chính là làm kế toán, còn sau hành chính là em làm spa công nghệ. Em nhiêu tuổi rồi nè? Dạ em nay 27 tuổi chị. Mời em. Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Thiện, em cũng sống tại Sài Gòn từ nhỏ tới lớn. Công việc hiện tại của em là diễn viên múa. Em sinh hoạt trong vũ đoàn ABC. Dạ. Em chờ đoán đi nè. Đi đi xì ba công nghệ gặp nè. Tại vũ đoàn hay đổ mồ hôi vậy đó. Cho nên cái tai nghe nó hư. Tai nghe nó bị ướt nhẹp mà. Cái lòng bắt đầu nó lên mạng coi bây giờ xì ba bây giờ muốn làm cái tai nghe cho nó mới thì sao. Đúng nghe cái ông tên Sang cũng làm xì ba công nghệ. Dạ em nổi tiếng lắm anh. Rồi một ngày đẹp trời cái mang cái iPod ra mà nó đen thù lù vậy đưa cho chỗ người ta. Cuối cùng làm xong hai người gặp nhau chạm tia mắt đầu tiên là cuối cùng quen nhau luôn. Đúng, đúng không? Dạ không. Hai đứa quen sao nè? Dạ tụi em là có cái duyên từ nhỏ. Mẹ em thì buôn bán đồ ăn sáng trước hẻm nhà ảnh. Cái năm đó là em học lớp 11 thì em học xong là em ra phụ mẹ để dọn hàng về á. Ảnh hay ra mua đồ ăn sáng của mẹ em ăn. Em thấy ảnh đẹp trai, bóng bẩy lắm, trắng mà dễ thương lắm, không có xấu như bây giờ đâu. Xấu bây giờ rất là giống cái phim gì quá. Đúng rồi, ai cũng nói được á. Chạm mặt đầu tiên là em thích ảnh rồi, nhưng mà em nghĩ ảnh là chất gay á chị. Hả? Em nghĩ ảnh gay lắm. Ủa người đó giờ em không biết hả? Em dạ. Không biết thích thì thích, nhưng mà vẫn nghĩ giống ra. Đầu tiên là thích, nhưng mà thích gay. Suy nghĩ là dạ đúng rồi. Có phải là gay hay không? Dạ đúng rồi. Đó là em cảm giác của em. Dạ thì em cũng có tia vợ em từ lúc bán bánh mì á anh. Ừ. Là lúc đó là em ra em ăn hoài anh. Bánh mì em... ngon không? Dạ ngon. Vô còn bán không? Dạ không. Tại biết mẹ vợ em trước rồi, em hỏi là cho con xin Facebook của con gái bác. Thì em lên em coi thì em thấy vợ em có là có bạn trai rồi. Em hơi thất vọng. Cho nên thôi em để nó luôn, không nói quan tâm nữa. Dạ. Đến khoảng 5 năm sau là mẹ em không bán mì nữa mà bán bánh tráng. Lúc đó là em đang đi nghĩa vụ từ đơn vị về thì em thấy trên mạng là vợ em bán bánh tráng, cho nên là em vô em ủng hộ, đặt ship tới anh, bạn trai giao tới. Em lại thất vọng nữa. Thôi thất vọng. Dạ. Tội nghiệp em thiệt á, năm đầu ăn bánh mì để ủng hộ nó vẫn có bạn trai. Chuyển qua bánh tráng thôi mà vẫn có bạn trai. Ăn bánh tráng nó vẫn có bạn trai. Đừng có nói 5 năm sau bán còn được lộn đúng không? Năm sau nữa là chuyển qua là bán cái gì với anh? Trà sữa. À bán trà sữa. Rồi. Trời toàn là tủ tiên không mà toàn là mốt tiên. Vẫn có bạn trai anh. Vẫn có bạn trai. Nhưng mà em vẫn thích. Tại vì boss nào em cũng phải like, em thả tim hết để em tương tác với vợ em. Cái đau đớn là vẫn còn ông bạn trai nữa. Ừ. Rồi đến cái lúc nào thì mới hết ông bạn trai?
đến lúc vợ em là đăng lên là đang buồn, là mới chia tay xong. Em thấy cơ hội tới rồi, em tấn công liền. Em vô em hỏi thăm trên trời dưới đất, hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi tùm lum hết. Để em có cớ để em hẹn vợ em cà phê. Nhưng mà rất chảnh. Em hẹn 2-3 lần không bao giờ đi được. Tại vì em là diễn viên múa anh chị, nên là ảnh đi làm về á là bắt đầu vợ em đi làm, nên là không có khớp nhau được. Em cũng thấy ảnh là cũng nhiệt tình tâm sự quá, ngày nào cũng nhắn tin á, rồi hỏi ủa em với bạn trai em sao rồi, có về chưa này kia. Em nói dạ thôi em không để ý tới đâu. Xong ảnh nói là đúng rồi em, đừng có quay lại nha, đừng có quen lại. Mấy người đó không tốt đâu, đừng có quen lại. Em nghĩ ảnh là chỉ là chia sẻ. Dạ đúng rồi, anh trai mưa thôi. Em từ chối anh hoài, em thấy ngại quá. Em gọi thì em rủ anh đi cà phê là đúng hai đứa mừng không em? Dạ lúc đó em bất ngờ lắm anh. Em đang ngồi em đang làm việc như nè, tự nhiên có cuộc gọi đến, số lạ em đâu biết đâu. Anh nói alo anh hả, uống cà phê nha. Anh em bé Thiện nè. Cái đó tim em đập nhanh lắm. Cái em cũng đồng ý thì có cơ hội đến mà anh phải chớp liền. Rồi coi như xong hôm đó là hai đứa chính thức quen nhau đúng không? Dạ chưa. Tụi em quen nhau chính thức là sau sinh nhật của em á. Là sau đó bao nhiêu lâu? Sau 2 cái tháng lần. Rồi mẹ em biết tin là em quen với bạn này, mẹ em có vui không? Cái ngày đầu tiên mà ảnh chở em về á là sau cái bữa cà phê đầu tiên luôn á. Mẹ em thấy ảnh, mẹ em lo em vô nhà, mẹ em nói trời ơi Thiện ơi, lấy thằng này đi, lấy thằng này đi. Hồi nhỏ ảnh 1-2 tuổi á là mẹ em mang bầu em á, là mẹ em có nựng ảnh rồi. Dạ là tại vì gần nhà nhau á chị, nên là cái nhân duyên rồi, nhân duyên. Dạ. Ảnh thấy mẹ em mà cái bụng bự á, mẹ em kể lại là ảnh chạy. Ảnh cứ chạy mà mẹ em cứ bắt lại nựng nhắc. Em nói giỡn với mẹ em á là hồi xưa mẹ test thử á, bây giờ con xài. Sau khi mà mẹ nói lấy thằng này đi, lấy thằng này đi, thì lúc đó cái suy nghĩ của em trong đầu là sao? Dạ em cũng thích lắm chị. Em thấy ảnh hẹn mình ra vậy đó là biết là chắc chắn ảnh sẽ muốn tìm hiểu mình. Em cũng nói là dạ con biết rồi. Em nói là cái anh này nè hiền lắm nha, đừng có ăn hiếp ảnh nữa. Sửa tính lại đi, mẹ không cho mày quen thằng nào khác nữa, mày phải lấy thằng này cho mẹ. Mày không lấy thằng này, mẹ không cho mày lấy chồng. Rồi. Sau đó là cái như 2 tháng sau là tới sinh nhật em. Dạ, chuyện gì xảy ra? Vợ em dụ em uống, chuốc em hoài, em đâu uống đâu, mà bắt em ép em uống. Thì em cũng uống, cái em xỉn quá, mất lý trí luôn anh. Phải làm gì? Ngồi sát sát với em vậy đó, em cũng có cớ mà em ngồi em ôm luôn. Em ôm. Rồi em đưa vợ em đi về. Về đâu? Dạ không biết. Anh cũng ghê lắm anh. Là em thấy ảnh sắp sáp vậy đó. Anh không chịu nói là em ơi là bạn gái anh nha. Anh cũng không chịu mở lời. Mà anh cũng cứ ngồi sát sát cả cả mình vậy đó. Thì mình bực chứ. Bữa đây em uống cũng nhiều. Khoan về đi, anh đưa em đi, hai đứa mình tâm sự. Tâm sự đi, hiểu nhau. Thì em nghĩ là à chắc đây là muốn nói rồi đó. Thì bắt đầu ảnh mới chở em đến chỗ đó. Lúc đó là cũng khoảng 3 giờ sáng rồi chị. Tại vì đi sinh nhật mà đi 2-3 tăng lận, xong rồi không biết tâm sự kiểu gì mà sáng dậy thấy hai đứa không có mặc đồ. Ở chỗ đó thì không lẽ bây giờ ở ngoài công viên mà không mặc đồ. Này tâm sự. Nhưng mà trong cái lúc mà hai đứa tâm sự đó, phụ huynh có gọi điện không? Dạ có. Mà mẹ em gọi thì lúc đó em cũng ngủ rồi, thì chồng em bắt máy thôi. Rồi sao? Rồi mẹ nói sao? Hai đứa đang ở đâu vậy? Khuya rồi đó, về nhà đi. Dạ, là bé Thiện á, đang mệt quá, như là xin ngủ ở ngoài. Thì cái mẹ em cũng nói là thôi ngủ đi, không sao đâu, có gì sáng về. Dạ. Ôi, có gì gián tiếp ủng hộ rồi. Dạ. Nhưng mà em thất vọng anh. Sao vậy? Thì qua cái đêm mà sáng dậy không mặc đồ, em thất vọng lắm. Cái em hỏi, ủa em có nhớ gì tối hôm qua không? Nói em nhớ gì hết trơn á. Anh làm lại được không? Là bắt đầu quen nhau. Dạ, em nói là mắc cười quá, chưa nói quen gì hết mà làm gì người ta. Em mới bắt buộc ảnh là phải tỏ tình em đi. Rồi trước khi đám cưới chắc anh nghĩ là chắc đâu có cái biến cố gì xảy ra đúng không? Tức là gia đình em có đồng ý cái mối tình này không? Dạ cũng cũng có trắc trở nhiều lắm chị. Trắc trở cái gì? Ba mẹ em là nghĩ vợ em là đi múa, chụp hình trên mạng thì cũng đi vũ trường hay là ba búp này nọ, nghĩ là vợ em rất là quậy đó. Nói chung là quậy, thì có khuyên em là suy nghĩ kỹ nha, rồi hãy lấy. Thì em cũng có dẫn vợ em về nhà. Nhà em bên mẹ em tới mười mấy người luôn chị. Em phải đi thuyết trình từng người, từng người, từng người, từng người. Ồ vậy hả? Nhưng mà rồi đám cưới vẫn xảy ra đúng như cái dự định của mình đúng không? Dạ đúng. Là mẹ em đi coi ngày luôn. Bây giờ mẹ cưng vợ không? Dạ cưng. Ba má chồng dễ thương lắm chị. Như vậy là đó chắc lại là cái khó khăn nhất đối với em. Dạ đúng rồi. Trước khi đám cưới đúng không? Dạ. Hai chồng cưới nhau lâu chưa? Dạ hơn 1 năm thêm được mấy ngày anh. Chắc có lẽ ảnh là một người chồng lý tưởng đúng không?
rất lãng mạn, dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, không có tật xấu gì đâu, đúng không? Dạ không, ảnh chỉ là không hút thuốc, không uống rượu, bia. Thôi giờ tôi hỏi tật dạ. xấu à? Đó. Không, đừng có nói còn, tật xấu. Còn bao nhiêu là xấu hết luôn á chị. Chỉ trừ hai cái đó ra. Cái tật xấu nào mà nó dạng xấu đau, xấu đớn á? Xấu đau, xấu đớn luôn là nhìn ảnh rất là đẹp như vậy. Nhưng mà thật ra ở nhà rất là bê bối. Và rất là trễ giờ, rất là mò mẫm. Trước khi mà lấy nhau á, là ảnh là một người hoàn hảo. Em là một đứa bê bối. Nhưng mà sau khi lấy nhau á, hai đứa em đổi tính cho nhau luôn. Với lại mỗi lần mà em hẹn hôm nay 6:30 mình đi nha anh, là lúc nào cũng 6:30 mới bắt đầu tắm. Lúc nào em cũng phải là người xuống dưới dắt xe và em nổ máy sẵn em đợi. Rồi thứ hai là bê bối là phòng á, em rất là gọn gàng sạch sẽ. Em rất là thích sắp xếp đồ đạc trong phòng, trong nhà. Còn ảnh á, là mỗi lần mà em xếp xong là ảnh, cái chồng đồ em xếp rất là đẹp. Ảnh thích cái áo màu hồng ở dưới đây, ảnh rút tẹt đổ hết nguyên chồng đồ của em. Hey, lưu ý chi tiết nghe, thích áo màu hồng nha. Lưu ý nghe. Dạ đúng rồi, ảnh vậy đó chị, nên là thích lúc màu hồng và màu thích tím. Thích màu hồng và màu tím. Ban đầu buổi ban đầu gặp nhau là đã thích màu hồng và màu tím nghe. Dạ. Người thích màu hồng người ta rất lãng mạn. Không lãng mạn. Ảnh nói với người ta nói rất nhiều nhưng mà ảnh nói với em rất ít. Dạ, với lại ảnh bị cái gì á? Ảnh bị gì ta? Cục xúc hả? Bị cục xúc á chị. Dạ, ví dụ vợ giận để vợ giận luôn. Không thèm năn nỉ luôn đó chị. Đó là vô tâm. Chỉ lãng mạn đúng dịp thôi anh chị. Giống như là một năm sinh nhật em thì lãng mạn đúng sinh nhật em thôi. Còn lại là không có lãng mạn hết. Như 8 tháng 3 hay là phụ nữ Việt Nam cũng không có tặng quà. Ngược lại với những người phụ nữ khác thì có. Hả? Có không vậy? Có hả? Không? Cái gì ông ơi? Ông vợ ông bắt có. Tại vì em để ý thôi chứ em thương vợ em lắm á. Ý là em phải tư vấn cho nhiều khách hàng nữ. Cho nên là vợ em hay ghen lắm. Thấy thương vợ quá. Không có tật xấu. Dạ không, rất nhiều lắm. Nhiều. Dạ. Chóng mặt luôn. Chóng mặt luôn. Dạ. Nhất luôn. Là xem live stream anh. Giống như em đang làm ở dưới nhà này nè, vợ em trên lầu á, mà coi live stream mà mở cái loa lớn anh, em nghe luôn. Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt. Rồi em nghe mà em đang làm, em giật mình vậy nên cuối ngày cái alo giao đồ cho Thiện anh ơi. Là cái đó bữa đó là em làm là công không luôn. Là bà thích mua đồ online hả? Dạ đúng rồi. Mua hoài luôn anh, ngày nào cũng mua á. Cái bệnh đó là trời ơi, con bí ngô nhà tôi với cái bà Dung bà vú dạ. Nó là bây giờ còn ghiền hơn là vậy đó, hả? Thôi đó. Chốt chớp chớp vậy đó, chớp đó. Còn gì nữa không? Dạ còn anh. Dây lộn là em mới biết là giờ em cũng bị thần kinh nhẹ luôn. Nhẹ lên sao? Hai chồng em là chuẩn bị đi ngủ rồi, cũng 11, 12 giờ đêm rồi. Tự nhiên khơi chuyện ra, cãi lộn anh. Mà mỗi lần mà bả cãi là em im lặng rồi. Em thích chọc bả lắm. Mà nói không được, bả mở cửa phòng, xuống bếp bả ngồi. Em không xuống em nằm đó luôn, coi để làm cái gì. Anh ba gài. Xong rồi đi xuống nhà, mở cửa nhà luôn, nghe cái ké cái là em biết đi ra ngoài đường rồi đó. Là bỏ nhà đi. Dạ đúng rồi, bỏ nhà đi anh. Cái em thấy mở cửa nhà là em lo rồi. Em cũng đi ra ngoài đường em kiếm. Em đi vào vòng đi bộ hồi em vô, em phải lấy xe em đi kiếm. Nản quá, kiếm thấy rồi mệt quá rồi. Chắc em nghĩ đi hồi cũng mới về thôi. Thì em chạy đến cái hẻm đó. Thấy hai cái đùi nè, ngồi như nè. Em hởm như nè. Cắt bóc hai cái đùi em liếc vô em dòm. Nó mặc chỗ ụ là núp trong bị... một cái dạ, ngã ba vậy núp, đó núp trong một cái hông, núp trong một cái hốc nhà người ta cái cửa sắt á mà ban đêm đó dạ. Nguy hiểm lắm nghe em. Nói chung là giận lên là bỏ nhà đi. Dạ, dạ em hay hù á, em thích hù ảnh lắm. Là lúc mà em chỉ muốn cái mi trong phim Hàn Quốc á, là khi mà mình bỏ đi ảnh sẽ kéo tay mình lại vậy nè. Mà eo không kéo luôn. Xong rồi em đứng ngay cầu thang em nói trời ơi sao giờ chưa ra chưa kéo nữa chưa năn nỉ nữa mà bây giờ mình vô ngủ thì mình quê lắm nên là em nói là giờ mình giả bộ mình xuống mình kéo cửa đi rầm rầm đi mình bỏ đi xuống. Dạ đúng rồi cho chạy xuống kéo cửa ra cũng không chạy xuống không chị quê quá đóng cửa lại thì cũng phải đi mà đi mà cứ nhìn em cứ nhìn lại ủa sao chưa ra nữa dạ mà khuya rồi 11, 12 khuya rồi mà em mặc đồ ngủ nữa mà em không có điện thoại không có tiền xong rồi em nói bây giờ mình lỡ ra rồi mình lỡ phóng lao phải theo lao luôn bây giờ mình đứng lại á thì mình quê mình về mình quê lắm mà mình đi á chỗ mình nào mà ảnh dễ kiếm quá á, thì mình cũng quê mà chỗ nào ảnh khó kiếm quá ảnh kiếm không ra thì mình sẽ không lâu về lâu xong rồi em nói thôi bây giờ mình núp vô cái nhà đi cho ảnh kiếm không ra trước rồi xong rồi bắt đầu mình mới ló ra sau để anh kiếm được xong rồi em ngồi đó em núp xong rồi em nói em thấy ảnh em thấy anh đi ngang nhưng mà em trốn kỹ lắm chị em thấy anh đi ngang em nói trời ơi cũng đi kiếm mà mày đặt hả nãy không dí theo luôn đi xong rồi em vui lắm em ngồi em giận mà em vui đó xong rồi kia anh em thấy ảnh không thấy anh đi qua luôn rồi xong cái em ngồi ló ra khoảng 5 phút em thấy mất tiêu luôn chị em nói trời ơi bây giờ
chỉ có nãy vô anh ngủ, có nãy vô anh ngủ không, em thấy em ru vậy anh ấy. Vậy thôi bây giờ mình đếm từ 1 tới 100. Nếu mà không thấy ảnh á là mình đi về. Còn thấy ảnh là chức ông trời thương, nhân duyên tiền định hai đứa. Thì em đang ngồi em đếm, sao em thấy chiếc xe bạch, ảnh chạy tới, trời em mừng quá trời luôn chị. Mà vẫn phải thể hiện. Thể hiện, vẫn phải thể hiện. Xong ảnh nói đi về không? Không. Xong anh nói thôi khuya rồi đi về ngủ đi. Xong em đứng dậy em tự đi bộ vô. Chồng em thấy dễ cưng quá à, không có thay đổi gì không? Dạ có. Em mong muốn chồng em mê thể thao, rất là thích đá banh. Một tuần là phải đá banh 2 ngày, thứ ba với thứ năm. Là bất chấp luôn, bất chấp công việc, cứ để qua một bên vậy đó chị. Là cứ đúng giờ hẹn là phải đi đá banh. Là em muốn chồng em bớt đi đá banh lại. Cái đó tốt mà anh chị, thể thao tốt mà. Nhưng mà vợ em cấm, em hiểu. Dạ, tại vì mỗi lần ảnh đá về là ảnh té. Lúc nào cũng bị nên mình xót á chị. Còn vậy em sao, cưng? Dạ em chỉ muốn là vợ em là bớt đi diễn là nhiều á. Tại vì hai vợ chồng em là cũng đang mong có em bé, cho nên là hạn chế đi diễn lại để dưỡng cho con người cho nó khỏe. Chứ còn cái là mong vợ em là đừng có hửi em nhiều quá nữa. Em hửi hả? Hửi. Có cái tật xấu rất kinh dị luôn. Không biết ai giống như vợ em. Tức là em đi làm về khoái hửi mà những cái chỗ mà nhạy cảm mà. Hửi cho kẹt nữa. Đúng rồi. Ghiền mùi hả? Dạ đúng rồi. Em mà không hửi em ngủ không được. Nhưng mỗi lần mà em có cái tật luôn á là trước khi ngủ là em phải đưa gì nè. Đó. Giờ em ngủ mới ngon. Trời. Thôi vậy cái đó dễ cưng mà. Cái đó làm sao mà bỏ được. Cái đó không cần bỏ em ơi. Nhưng mà em nhột lắm. Nếu mà giờ vợ bớt đi múa lại thì chồng cũng bớt đi đá banh lại. Hai đứa như vậy mới là đồng chồng đồng vợ đúng không? Mấy anh này nghe. Thôi cũng mong cho, cũng chúc cho vợ chồng em qua năm sau sẽ có được tin vui. Cuối năm sau sẽ chào đón một em bé tuyệt vời đến với vợ chồng yêu thương. Rồi xin cảm ơn hai em. Cảm ơn chị. Thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu nghĩ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng rồi anh nhờ bảo vệ bấm lên. Rồi sân lên hốt hẹn luôn. Cô này cổ theo em dữ quá. Xưa giờ chưa có ai mà theo mình dữ vậy luôn á. Mà đúng cái ngày sinh nhật của em thì mấy bạn em cũng ra uống cà phê. Thì em cũng ra uống bình thường, xong rồi nó mang thùng quà tặng. Hỏi gì vậy? Hai đàn ông mà tặng quà gì không? Thì nó mới kêu à không có người tặng cho mày, họ về nhà tự gỡ. Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài á. Mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh, anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà em gia đình em thấy gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á. Không có làm họ một người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình. Cặp vợ chồng đầu tiên xuất hiện. Nhìn anh chồng tôi biết là anh là làm một cái nghề mà có liên quan đến tóc tai đúng không? Dạ không. Bởi vì tôi em cũng làm tùy bói nữa. Cái tóc dạ. Này là tóc gọi là tự nhiên của mình hay là cưng đi highlight vậy? Dạ tóc tự nhiên. 16 tuổi là tóc đã bạc rồi à? Tóc em tóc bạc hả? Nó không phải bạc mà là muối tiêu chanh. Hồi xưa nó rất là lúc mà từ khi có con xong mà nó còn lên gấp 10 lần. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ em tên Thành. Thành 38 tuổi ạ. Em ở quận 7. Công việc của em là hiện tại đang phụ trợ làm việc, với lại là chủ yếu là nội trợ ở nhà. Nội trợ Thành nha. Thành nội trợ cho nên bạc tóc. Giờ tới vợ của Thành. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hằng. Năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em làm giám đốc công ty mỹ phẩm. Em shipper, em là shipper. Ông làm chung với vợ. Như lại chốt đơn. Đó, ông ngồi cũng còn đánh đồng chốt đơn. Em là chuyên của anh này đi ship thôi chứ không được vô bộ phận chốt đơn đâu. Không có cửa đi vô. Không có cửa vô chốt đơn. Trời ơi, nhỏ dễ sợ luôn nhờ nó ship. Trời ơi, tướng tá như thế này lại là một shipper cho vợ. Nhưng mà hạnh phúc đúng không? Dạ hạnh phúc rồi. Quá hạnh phúc rồi. Dạ hai đứa gặp nhau sao nè. Cuối năm á thì lúc đó em có việc đi công tác ra ngoài Hà Nội. Năm cách đây mấy năm đó em nói là nhớ là hình như là 2016 ra Hà Nội đi công tác thì lúc đó em tới sớm quá ra không có cho nhận phòng uống cà phê ngay cái bờ hồ Hoàn Kiếm á. Xong cái em mới nhìn đối diện có một cô gái mà người ta gọi nước, người ta nói giọng miền Nam nhá, qua kêu em người miền Nam đúng không, anh có người miền Nam nè, cho anh xin số đi, tối rảnh đi nhậu.
anh kêu em bằng chị mà. Lịch sử. Cái lúc đó là mắt của em bị cận, em không có mang kiến. Anh này ảnh ngồi xa lắm, trong nguyên một đám gì đó, đám con trai á, xong rồi đi có anh này ngồi miền Nam mà nói chuyện kiểu hổ báo cáo tròn lắm. Nhìn lóc chóc lôi choi lắm, người ta gọi là chị trẻ trâu á. Tự nhiên cái ông kêu chị người miền Nam hả, em chuẩn bị đi Sa Pa là chị chơi ở lại đi Sa Pa chơi với tụi em không. Ổng lấy mấy ảnh ổng chụp, em tưởng ổng là nghề photographer hay là nghệ sĩ gì á, chụp bật cho em số đi, em gửi ảnh cho chị. Rồi chị có cho không? Cho luôn, lại luôn cho. Thấy tủ tre mà lại cho số điện thoại luôn. Đó là lần đầu tiên đi Hà Nội, thấy toàn người Bắc không, nghe có người Nam mừng muốn chết. Đúng luôn à. Cái tâm lý đó là có nha, giống như mình đi nước ngoài vậy đó. Dạ. Mà mình gặp người Việt Nam cứ tưởng tượng như bà con thân thuộc từ đời vô hùng á. Tiếp tục bữa đó em rất là đi chơi với bạn bè ngay ngày hôm đó luôn. Đi chơi là đi nhậu khắp nơi luôn. Xong đến khoảng tầm 6-7 giờ chiều về là đang ăn phở. Tự nhiên có cầm điện thoại có một cô gái nhắn là anh ơi, rảnh không chút đi nhậu, sáng mới luôn là hàng Hà Nội đây, sáng mới coi à có cô bé cũng đi nhậu, đủ chơi mà thành thiệt ta. Mà đã nhậu rồi đó đúng không? Dạ nếu mà đang nhậu rồi ra ngang chỗ phố Tạ Hiện á, phố giống như phố Tây á, ra đó ngồi nhậu luôn. Mà nhậu hai đứa là nhậu chung với hai đứa mà chỉ hai đứa luôn. Dạ. Rồi đêm đó là nhậu xong rồi khách sạn ai nấy về hay là ở chung với nhau luôn? Không phải, bữa đó là đáng lẽ là vậy nè, có nghĩa là khách sạn á là em lại gọi một thằng bạn ở ngoài ở Hà Nội đó ra ngủ chung cho vui. Cô này thì cũng vậy, gọi một bà bạn thì lúc đó đâu thể đủ người ta về được, kỳ lắm. Không lẽ để ta ngủ mình, để ta ngủ mình cũng kỳ luôn nên phải về ngủ. Rồi hôm sau thì sáng ngày hôm sau thì sao nữa? Sao hốt hàng luôn, hôm qua em xí chỗ liền chứ. Để dụng mất sáo là qua khách sạn ở chung luôn. Sáng hôm sau mình vũ đi ăn sáng cà phê xong rồi chụp mình này nọ là cũng chuyên nghiệp lắm, chụp các kiểu cũng mấy trăm tấm lận. Về cô này chuẩn bị ra sân bay để bay về Nha Trang, em mới kêu là thôi để em lên phòng em dọn đồ giùm cho. Đâu có, anh đâu có nói vậy đâu. Chứ là sao, chứ là sao? Anh nhắn tin cho em, anh kêu là em ơi, cái phòng bên em thuê như tiền nó đẹp không? Cái phòng bên anh nó xấu quắc anh em cho anh lên cái phòng em anh coi thử cái phòng em nó giống cái phòng anh không? Thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu nghĩ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng để nhờ bảo vệ bấm lên. Rồi sân lên hốt hẹn luôn. Rồi em luôn. Rồi em có bị trễ chuyến bay không? Bỏ luôn, đi Sapa luôn. Không, đi về chứ. Mình đi về hả? Hốt hẹn luôn xong rồi đi về chứ. Vậy á? Vẫn kịp chuyến bay luôn. Dạ kịp. Em đi Sapa. Quá. Thì đi Sapa. Dạ. Rồi sau khi đó hai đứa về Sài Gòn rồi liên lạc với nhau như thế nào? Dạ về thì em với lại vợ em vẫn nhắn tin gọi điện thường xuyên. Rồi hàng tháng thì vợ em hay vô thăm em. Ủa vô thăm em là sao, là em ở đâu? Em ở Sài Gòn. Còn bạn em ở Nha Trang. Vợ em ở Nha Trang. Tụi em có nghĩ là tụi em sẽ dài lâu không? Lúc đó không nghĩ gì. Em thì sao Long Thành? Lúc đó em chưa nghĩ tới dài lâu đâu. Thì tại vì tình cảm mình phải tiếp xúc dài thì mới có phát sinh được tình cảm. Đến bao lâu thì em mới phát hiện là cô này cũng đặc biệt ở trong em? Lúc mà cô này cũng đá em, cô đá em cũng chia tay em 9 tháng. Em nhớ là cũng khoảng tháng 5 2017 luôn á, cô này cổ đi học lớp, người ta khoe gia đình khoe con này nọ, cổ về cổ xỉn cổ về hay sao á, nhắn tin với em là cưới đi. Vậy em mới kêu là mình sự nghiệp chưa ổn định, tiền chưa có, hay là cũng rất là sợ baby, mình chăm sóc này nọ rất là sợ, nên em nói là thôi không có cưới. Cái cô này cũng nhắn thêm là không cưới vậy quen nhau chi vậy. Cái em cũng để ba chấm, cổ kêu không cưới thì thôi chia tay đi. Em nhắn lên như nè, em suy nghĩ kỹ chưa? Giờ em mới kêu là kỹ rồi, kêu ok nếu vậy thì ok. Xong là em chặn sạch từ Facebook, Zalo các kiểu, chặn hết. Em chặn. Rồi lúc đó em sao? Chuyện chỗ ở được. Rồi lúc đó em sao nè? Kiểu như là mình say xong sáng mai mình ngủ dậy mình mở cái điện thoại ra mình thấy tin nhắn á, hoảng quá gọi điện mà thấy bị chặn hết. Thời bây giờ đâu ai gửi email đâu, mà em phải lục ra cái email mà em gửi qua cái email, viết tâm thư dài luôn á. Em lấy số lạ hay số gì là ông biết số em là ông chặn hết. Tự ái không? Dạ đúng rồi. Em đã hỏi rất là rõ là em suy nghĩ kỹ chưa? Đó, kỹ rồi, mình là người lớn rồi, hơn 18 tuổi rồi, mình phải có chịu trách nhiệm với sự quyết định của mình. Đúng rồi. Em ngủ 3 ngày luôn, nghĩa là không ăn không uống, vậy nằm 3 ngày buồn, luôn. Buồn đúng không? Buồn cái nằm 3 ngày, tại vì cái thời điểm mà chia tay anh này á là cái công việc kinh doanh của em nó có một xíu vấn đề. Xong rồi đã vừa không có tiền rồi cũng vừa mất tình, nó giống như kiểu như là mình mất hết gì đó. Để ta không cái nằm ở trên giường ngủ 3 ngày không ăn gì hết, cái ba em nói với bé em á, mày lên mày coi chị hai mày còn sống không, cái lên lay cái chân cái ngóc đầu dậy rồi em lại đi làm xong là quên luôn.
Thế 4 năm tháng sau á là công việc kinh doanh mình ổn định rồi á, cái mới nhớ lại ông này. Em nhớ là ngày sinh nhật ổng, lúc mà ổng quen em á, ổng có dẫn thêm thằng bạn của ổng ra chơi để giới thiệu cho nhỏ em gái em. Bây giờ gọi ổng không được thì giờ phải tìm bạn ổng, môi móc thông tin này nọ rồi nhờ bạn ổng gửi quà, gửi cáp, gửi hải sản, gửi mua giày, mua đồ tặng, rồi mắt kính, nước hoa, rồi nói chung là tặng quà ông này. Sao mà lý tình ổng dữ vậy không biết nữa. À, thương quá à. Dạ, cũng không có nói cảm ơn hay là gửi lời cảm ơn nhận quà hay không, mình cũng biết luôn. Ai tôi gần Tết á, cái bé em của em á, nó gọi cho ông này rủ đi nhậu thì ổng lại chịu đi, nó dẫn anh theo. Nó gặp nhau. Gặp nhau. Lúc đó là sao? Gặp nhau đang nhậu giữa chừng đang vui, ổng bỏ ông về tút lút. Vẫn còn giận. Để mình ôm vậy, để mình ôm giữa quán bar vậy đó. Tại vì em hứa với con bé em á là nó rủ em đi nhậu, em hứa nó là em đi là em đi. Hết tăng 1 rồi em đi về, đúng rồi, 12 giờ mấy rồi em đi về. Hồi nãy em có nói là sau cái cú mà cổ chia tay em vậy á thì em mới thấy cổ là quan trọng với em là từ lúc nào? Cô này cổ theo em dữ quá. Xưa giờ chưa có ai mà theo mình dữ vậy luôn á, mà đúng cái ngày sinh nhật của em thì mấy bạn em cũng ra uống cà phê thì em cũng ra uống bình thường, xong rồi nó mang thùng quà tặng. Hỏi gì vậy, hai đàn ông mà tặng quà gì không? Thì nó mới kêu không có người tặng cho mày, họ về nhà tự gỡ. Về nhà em nhớ những đôi giày với cái bộ đồ hay sao đó, nhìn thấy món quà là em biết ai tặng rồi, tại vì thằng đó nó rất là dạy gái, nó kết con nhỏ em chỗ này. Nên là kêu cái gì nó cũng làm, thằng đó rất là dạy gái. Cô này rất là lụy, có nghĩa là rất là thương, mình thấy rất là thương mình luôn á. Đương nhiên lúc đó mình cũng có tình cảm với cô này chứ không phải là không. Em nhớ là như 8-9 tháng gì đó thì mình thấy như vậy thì mình mới thay đổi. Trong 8-9 tháng đó em chặn cổ vậy thì em có say nắng cô nào hay là em có một cái mối tình là quen chính ngồi luôn? Trưa đó lại nhắn tin em chia tay, là tối đó là ổng đi ăn mừng, ổng quen người khác liền luôn. Mà em biết luôn sao em biết được? Sau này ổng kể chứ, quay lại rồi ổng mới kể chứ. Chia tay rồi đúng không? Mà lúc đó em cũng có tuổi, lúc đó là em 33-34 tuổi rồi. Em phải kiếm một người phụ nữ nào đó lập gia đình. Mà em tìm hiểu, mình phải tích cực tìm hiểu. Bố mẹ họ hàng xã hội ai cũng kêu có tuổi rồi lập gia đình đi, thì em tích cực tìm hiểu. Mà em tìm rồi mà không hiểu thì bây giờ phải chia tay thôi chứ sao giờ. 9 tháng em quen có 9 cô cái gì đâu. Thiệt tốn quá. Lúc mà quay lại xong á, khoan, cái vụ quay lại đó là ai là người, dĩ nhiên là em là dẫn thương ảnh rồi. Sau cái bữa đi quán bar đó, ai là người đề nghị là quay lại? Lúc quen cũng ai đề nghị, mà lúc chia tay thì đề nghị nhắn tin, xong rồi quay lại cũng tự nhiên vậy. Dạ tự nhiên nó tới, dạ, tự nhiên vậy. Cái chị muốn hỏi là sau cái hôm mà đi quán bar mà em bỏ em đi về đó, thì sau đó là gặp nhau ở đâu nữa, có gặp nữa hay không hay là như thế nào? Sau đó hình như gặp là cũng đi ăn đi uống với thằng bạn đó, thằng bạn nó cũng kết nối. Hai vợ chồng kết nối là nhờ thằng đó đó. Một hai lần nữa. Và hai đứa quyết định đi lại với nhau. Cột mốc đó là lúc nào? Đợt đó là em với lại bạn của anh này là có hợp tác làm ăn chung. Xong cũng hay liên hệ qua. Xong rồi anh này ảnh mới nói là sao không làm ăn chung với anh mà làm ăn chung với thằng đó như vậy. Đó, nhưng nói ủa anh làm cái gì, thì ảnh đầu tư rồi giống như là chứng khoán ở trên đó đó. Thì ổng nói đó anh làm cái đó, có muốn làm chung với anh không? Nói là thôi em cũng đang có xíu vốn, em gửi anh làm ăn chung. Thấy em bán mỹ phẩm, với ảnh nói là em bán mỹ phẩm mà sao không bán cho ảnh. Thì ảnh mới mua cái mỹ phẩm của em về, rồi cứ gọi điện bữa nay xài sao, này sai sao, thử hốt xong hốt luôn. Và chủ tán lại cũng bắt đầu chiều chuộng rồi, xong chịu. Chứ trước đó là lúc nào em cũng kêu là làm đám cưới đi, là đưa ra mấy chục cái lý do gì đó. Có nghĩa là em cầu hôn ảnh? Em cầu hôn rất là nhiều lần. Ảnh nói là anh không tiền, thì em nói là em có tiền. Anh nói anh đẻ con không ai chăm, thì em nói em chăm. Kêu là mẹ anh khó tính, em nói không sao hết. Có nghĩa là đủ thứ lý do mà em đều nói rằng là em sẽ là người gỡ những cái lý do đó mà ổng vẫn không chịu luôn. Em cầu hôn ảnh tổng cộng là bao nhiêu lần em nhớ không? Cũng mười mấy, 20 lần luôn á. Mà tính luôn cái thời điểm mà chưa chia tay khúc trước nữa, phải hơn 20 lần. Trời ơi, xem cưng chuyên quá vậy đó mà ông lại sao? Lý do gì em không chịu? Vì em sợ lập gia đình lắm. Định vô em thấy có con là nó khổ lắm. Mà xưa em đi làm chung với mấy anh đó em thấy em biện hộ cái lý do là em quen chính con nhỏ trong 9 tháng. Em nói em muốn lập gia đình. Đúng thì không? Bây giờ em tìm ba mươi mấy thì, rồi. Thì đó thì mình vẫn cứ kiếm người nào mà để mà lập mà không hợp đúng không? Chỉ là quen chơi thôi đúng không? Vậy sao nhỏ này nó dày mà là không chịu lấy. Thì sau này mới thấy là vậy là quá hợp luôn. Đúng. Anh hỏi nhẹ cái thôi. Điều gì khiến em xúc động khi em kể lại cái câu chuyện này? Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài à. Mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà
em gia đình em phải gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á, không có làm họ một mẫu người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình, kiểu như là mình cứ theo đuổi như vậy á. Em nghĩ là anh không có thương mình, em nghĩ là anh cưới là do em đeo đuổi nhiều quá rồi thôi cứ đại cho vui vậy đó, chứ thật ra là tụi em cưới về là bắt đầu mới tìm hiểu nhau. Tự nhiên hôm nay nghe chồng em nói thì em rất là xúc động. Hồi nãy là em nghe được cái lời thật của chồng, em xúc động về cái suy nghĩ của ảnh dành cho em đúng không? Dạ, đó giờ chưa bao giờ ảnh nói đúng không? Dạ chưa. Đó là bị đánh giá là trẻ trâu. Bây giờ thì còn trẻ trâu không? Bây giờ là em là người cha chuẩn mực rồi. Chồng sẵn sàng nói em là nội trợ chăm dạ, con, em là nội trợ. Một ông bố tuyệt vời không? Trời, con em là đẻ ra là 100%. Thôi em đừng có nói khen em. Không phải. Trời ơi không, để vợ nói tôi mới vợ tin. Vợ nói nè, vợ đó. Nói chồng sao nè. Trước khi cưới còn có rất là nhiều tật xấu. Ví dụ như anh này là ngày xưa là làm việc làm IT á, cho nên là làm việc máy tính và làm ban đêm. Ban ngày là sẽ ngủ 4 giờ dậy, tắm rửa, ăn xong là 6 giờ là ngồi máy tính mới tới 6 giờ sáng. Còn em bầu bì là mình muốn làm gì mày làm. Em mới nói là anh ơi em mang bầu vậy, không ở trong này em đi vô làm dâu mà ở riêng đâu có biết đi chợ đi búa gì đâu. Ông nói chứ lớn là không biết mở điện thoại lên bút ráp phút giờ ăn hả, thích cái gì trên đó có hết, nó hụt hẫng lắm. Em vô đây làm dâu thấy hụt hẫng lắm. Tự nhiên đẻ xong y như là hai người khác nhau, hình như là thay đổi hoàn toàn luôn. Là bây giờ là 5 giờ đã dậy rồi, ban đêm là 10 giờ 11 giờ là phải đi ngủ rồi, cho con bú rồi nấu cơm, đi chợ, đi ship hàng. Rồi thay tã cho con, rồi con bệnh rồi ru bồng, nói chung là một mình hành hết. Dạ mình anh hành hết, em không làm gì hết trơn, em chỉ gái có con trai cơ. Dạ con gái. Anh muốn hỏi Thành điều gì khiến cho em thay đổi như vậy? Chắc là em nghĩ là đó là tình cảm và tình yêu của người chồng với người cha. Chứ em cũng không nghĩ em có lý do gì để thay đổi luôn á. Bạn này bị lỗi dầm nè, lỗi ngược. Ổng nhậu là ổng nhậu vô ba ly là bắt đầu là đàn ông đàn em ngồi bên cạnh là ổng nhào vô ổng hung. Ổng đậu chứ không đậu xe đó. Ổng la ổng hét là ổng ngủ nháy. Giờ là không nhậu luôn. Một tháng sợ ổng bị stress á, cứ kêu là thôi anh mời bạn đi nhậu đi. Cái ổng nói không, ở nhà với con. Em cứ nhắc ổng đi đuổi ổng đi nhậu hoài. Ổng kêu chứ bây giờ đâu ai thèm nhậu với tôi nữa. Tại mất bạn chứ. Mất bạn. Đuổi hoài ổng đi mất hết bạn. Như hồi tối đây nè, trước khi lên chương trình á là em làm ở nhà thì ảnh mới nói là thôi cho anh đi uống cà phê với bạn. Cái nói đi taxi xuống tới vừa bấm xe xong thấy lại lê tê lên cởi đồ, nó ủa sao không đi, thôi ở nhà chứ làm biếng ở nhà chơi với con nhớ không, con không đi được xíu là nhớ. Ôi, dạ, anh bất ngờ em đúng không á Long Thạnh, cái đứa gái nó giống em hay giống vợ? Dạ giống em à, giống ổng. Ôi trời ơi, bởi vậy thì các ông đi đâu chắc ông luôn ấy, giống ổng bị chắc luôn á. Người ta nói đúng lắm em, như cái đứa gái á nó làm cái người tình kiếp trước của ba nó. Rồi khi em thương con em rồi thì em mới cảm thấy rằng là em quá thương vợ, em có lỗi với vợ nhiều hồi đó. Tức là từ cái đứa con nó làm cái cầu nối cho hai đứa. Em có thấy là nuối tiếc khi mà trước đây mình lại sợ có baby chứ. Bây giờ cứ thấy không? Không, bây giờ thì em nuối tiếc, nếu mà vậy em sẽ lấy vợ sớm hơn 10 năm. Đó thì bao giờ anh mới nói. Chỉ có một bé thôi hay là hai? Dạ. Bây giờ đây, em đang năn nỉ đẻ thêm đứa nữa. Năn nỉ? Cái gì chủ động chứ vậy? Thường là vợ chồng em ngại mà kêu mày tao lắm nha. Không cùng lắm là tức cãi lộn thì kêu ông với tôi thôi, bà với tôi thôi. Nhưng mà mỗi lần mà em nói anh thôi đẻ thêm đứa nữa, lỡ rồi em lấy lại dán luôn lần quay mặt mày điên hả hàng. Mày muốn tao nghỉ lầu ở khóc tao chưa đủ bạc hả hàng, cũng nói em vậy đó. Đứa nữa là chắc em giống anh luôn á. Em kể tật xấu của vậy. Bây giờ gió đổi chiều, gió đổi chiều đi. Cô ấy làm sao? Anh có nghe người phụ nữ nào gia trưởng chưa? Còn cái gia trưởng mà hôm mà em ngày xưa em nóng tính rồi, bây giờ lấy về em thương vợ thương con em nhịn. Nghĩa là vậy nè, ví dụ như là vợ chồng em qua TikTok á, là em góp ý giúp được, em quyết là phải giống như vậy là phải làm theo ý vợ em hết. Em chỉ có toàn quyền trong cái bếp của em thôi, là em nấu em làm gì là đó là quyền của em. Trời, gia trưởng nội gì nữa, tính xấu kể tiếp em. Là nóng tính nữa, cực kỳ nóng tính luôn. Đã gia trưởng là còn nóng tính dạ nữa. Stress hay là khách hàng đại lý hay là vấn đề gì đó em biết, mà về nhà bắt đầu là sổ cho đầu em. Xong rồi em mới hỏi là tại sao á mà em stress này nọ em xả cho đầu anh. Thì giờ em mới kêu là tôi lấy ông về mà tôi stress không xả đầu ông, tôi xả đầu thằng khác nó đánh tôi sao. Siêu gia trưởng, đúng là siêu gia trưởng luôn. Đúng là cứng họng luôn hả? Cứng họng mà chứ biết sao, giờ vợ mình mà sao giờ ông lại giờ đó à, quýnh chứ chắc là quýnh lại nó dữ lắm á. Vợ em mới dữ cái nữa là dữ, cực kỳ dữ luôn. Nó vừa gia trưởng, nó vừa nóng tính, nó vừa dữ, ai làm lợi nó. Rồi mức gì là bán hàng ship hàng cho người ta mà người ta không nhận á, mà đòi được tiền ship luôn, dữ dội không? Hay không? Trời ơi trời, không ai bịt được, hơi bị bá đạo luôn á. Nhưng mà em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Thực sự là em cũng không có mong muốn vợ em thay đổi gì á. Giống như em kêu là bớt nóng tính đi hay là bớt gia trưởng đi, chắc chắn là sẽ không bao giờ làm được. Đó là bản năng rồi.
mình cưới người ta thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Nếu mà người ta thay đổi thành một con người khác rồi, không còn là cái người mà mình yêu nữa. Nên là em cũng không có mong thay đổi nữa. Nhưng mà lúc em yêu anh em đâu có vậy đâu. Tại vì em giấu chứ không phải vậy. Rồi vậy giờ vợ muốn chồng thay đổi gì nữa không? Em đang muốn chồng em đừng có thay đổi nữa. Nghĩa là vậy được rồi. Ổng thay đổi quá là mình thấy nó lạ quá. Với lại là sợ con khác nó hốt mất. Tốt quá. Hiện tại em cảm thấy cái cuộc sống của em như thế nào? Hiện tại em cảm thấy cuộc sống của em rất là hạnh phúc rồi. Yes, đã không? Dạ, đã. Vợ mà nó không chửi, không mắng là nhiều khi mình cũng là bất hạnh. Mình là bất hạnh nhớ đúng không? Ok. Rồi, không. Còn một điều nữa chị muốn nói với bạn vợ. Em đừng bao giờ nghĩ là cái tính nóng của em không thay đổi được. Em phải nghĩ là em thay đổi được những lúc mà mình thuận thảo với nhau, đúng không? Em nóng tính ok có thể được thì chồng em có thể bỏ qua được, nhưng mà em phải nhớ đến một lúc nào đó, đến một, ví dụ như hôm đó người em nó mệt, nó hơi bị mệt, sức khỏe nó không được tốt, đúng không? Hoặc là em đang bị một cái chuyện gì bực bội trong lòng, đùng cái vợ nó vẫn chứng nào tật nó vẫn nóng, thì lúc đó có thể em sẽ không nhịn được. Và khi em không nhịn được rồi bộc phát lên thì rất là mệt. Ok nha. Thay đổi nha. Xin cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Có cái tình cảm như lúc đó mình bắt đầu kiểu như có một cái gì đó với chồng mình luôn rồi đó. Em để ý lâu lắm rồi mà vợ em cũng thích em nữa mà không hai đứa ngồi kế nhau rồi đó, đứa trước đứa sau mà không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Em nói thiệt, tin nhắn của anh nhắn với người đó rất là nhiều, đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn, y như là anh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Xin chào cặp vợ chồng rất trẻ, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên Bùi Minh Hải, em đến từ Tây Ninh. Dạ hiện em đang công tác tại công ty Hùng Duy Tây Ninh. Em làm bên thợ điện. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả ở đây. Em tên là Võ Thị Trang, em nay 29 tuổi, nghề nghiệp của em là nội trợ. Rồi mối tình hai người chớm nở như thế nào? Vợ chồng em quen nhau là năm lớp 12. Em vô là em ngồi cái bàn đầu tiên. Ảnh vô anh thấy cái anh ngồi bàn sau. Vô tình cái đợt đó đó đang ngồi chơi thì kia nói chuyện cái chọc ghẹo, cái em mới lấy cái cây thước á em gõ lên cái tay ảnh, cày chảy máu. Cái ảnh ập mặt xuống ảnh khóc. Trời ơi, cái mạnh mẽ quá vậy. Khóc là đúng rồi, chảy máu chứ bộ giỡn sao. Rồi lúc đó lớp 12 hả? Dạ lúc đó mong manh mà. Lúc đó nghĩ trời ơi, quánh có cây thước thôi mà chảy máu mà khóc nữa, nói sao mà kỳ cục vậy trời. Cái quay xuống nói bụ đau lắm hả khóc. Cái lúc đó anh mới trả lời là không phải là đau mà là vì ảnh đang tưởng tượng là ba ảnh đang bệnh nằm ở nhà, bệnh ung thư giai đoạn cuối luôn. Cái anh buồn anh khóc. Là lúc đó là mình nghe cái mình thấy mình có cái tình cảm như lúc đó mình bắt đầu kiểu như có một cái gì đó với chồng mình luôn rồi đó. Em để ý lâu lắm rồi mà vợ em cũng thích em nữa mà không hai đứa ngồi kế nhau rồi đó, đứa trước đứa sau mà không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Cái bữa đó là vợ em đem nguyên một bọc trái cây quá chừng bự vô luôn. Cái ngồi nè, vợ trên bàn trên là quay xuống, tụi em dưới ngồi chụm hai bàn chụm lại. Cái em ngồi trong bụng nó đối diện vậy nè, giờ mình có cơ hội rồi, giờ mình cũng làm cái gì đó để mình gọi là mình thích người ta. Cái em lấy cái chân em dẫm lên chân vợ em cái, thì nếu mà không được thì mình nói mình giỡn thôi. Cái em không ngờ luôn, vợ em lấy chân kia dẫm lên chân em luôn. Rồi em cũng bạo gan lắm, lấy chân còn lại của em dẫm lên luôn. Trời ơi, là bốn chân chồng lên nhau đó. Dạ. Cái em nói trời ơi, rồi bật đèn xanh dính rồi. Vợ em bật đèn xanh rồi. Rồi các em là yêu nhau bao lâu vậy ta? Tới 6 năm mấy rồi. Rồi trong 6 năm đó là chắc chắn là sẽ có rất rất nhiều những kỷ niệm. Dạ đúng rồi. Có một lần á em vô nhà bà xã em thiệt em kể mà em mắc cỡ lắm á. Thôi bên này kể đi, sao đâu. Kể đi đâu để cho nó kể đi. Tại vì anh biết đâu cái bữa đó là vô là nguyên gia đình vợ em đang ngồi coi tivi bên trong luôn. Em với vợ em ra trước ngồi ghế đá ngồi tâm sự. Cái em ơi anh giờ anh mắc quá. Anh mắc đám cháy. Cái đang ngồi nói nè, đang ém luôn. Cái bà xã em ngồi nói gì em cũng không nhớ nữa.
mà em làm cái thủng. Trời ơi, quảng hồn luôn, nhìn vô nhà mọi người tỉnh bơ coi tivi không biết gì hết trơn luôn, mà mặt ảnh y như con gà nâu vậy đó. Đỏ quá hả? Cỡ quá luôn chị, từ lúc rất là lớn luôn, con đánh bom cảm tử tại nhà luôn. Rồi trong lúc hai đứa yêu nhau vậy đó, rồi có lúc nào mà giận hờn chia tay chia chân được không? Có chị, nhiều lần lắm, mà thường thường là do tác động bên ngoài. Tuy người ta nói Trang quen Hải, thằng nhìn y như bd vậy, cũng quen nữa. Hồi xưa em trắng như gái vậy chị, em trắng dữ lắm, trắng hơn vợ em nữa. Cái quen em cái trong lớp hai nói trời ơi, trưởng quen ai cũng quen, thằng y như bd vậy cũng quen nữa. Rồi ở nhà bên vợ cũng nói luôn, nói mà thấy không, nó đi kìa, lúc đó đợt đi núi Bà chơi á chị, cái đi cái tướng, cái chị đi á sao vợ em nói mày nhìn coi tướng đi kìa, y như bd vậy đó, vậy là cũng quen nữa. Con đứng đi thử coi đi bd không tôi đâu. Sao mà đi anh để em thuận đi coi ai bd thử với tôi nè. Nó có gì đâu hả? Đi thời trang luôn, cách quốc luôn cho chị Thuận. Đi xuống thảm đỏ Thuận. Đi đây nè, coi nè, coi con nào bd hơn nè. Áo xanh bd hơn. Đó, thấy chưa? Rõ ràng đi với tôi là thấy là bên này nam tính rất nam tính, nam tính hơn tôi nữa. Bây giờ hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm. Rồi lúc mà mới lấy nhau vậy á là ở nhà ai? Dạ. Ở bên nhà vợ hay bên nhà chồng? Cái lúc mà cưới á là ở bên nhà ảnh lục đục đủ thứ lắm. Cái ảnh buồn dữ lắm, cái ảnh đi vô nhà ảnh khóc, ảnh nói vậy rồi giờ sao em? Cái mới nói thì giờ bên nhà em cũng có cái kho. Thôi giờ để em nói với ba mẹ anh Tiến, mình sửa lại rồi mình ở. Cái anh nói thì vậy đi, chứ mà anh thấy rồi em về em ở với mẹ anh chắc cũng không có được. Rồi cái tự anh bung tiền ra anh sửa sang này kia mọi thứ là hết luôn. Ảnh về em nói thiệt hả, mọi thứ các cái ở nhà hả đều một tay ảnh làm hết, chứ anh không có mướn ta luôn á. Tại vì chắc có lẽ là Hải không có tật xấu gì đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ lúc đó là không có, nhưng mà sau ngày cưới mới có. À sau ngày cưới. Lúc đó mình tin tưởng bao nhiêu là bây giờ là mình đổ vỡ bấy nhiêu. Đổ vỡ luôn. Vậy hả? Trời thôi chết rồi. Hồi mới cưới về vợ chồng cực khổ lắm, là đi cạo mũ cao su cho ba. Tại vì có công ăn việc làm, có bằng cấp đàng hoàng luôn. Vậy em mới nói thôi xin việc làm đi. Anh mới nói thôi để người ta cạo hư hết, thôi để vợ chồng mình đi cạo đi. Trời. Bắt đầu ấy là cắn bầu bé đầu tiên á, là lúc đó em ốm nghén luôn. Đi cạo đâu có nổi đâu, toàn bộ là ảnh chàng không à. Riết rồi cái đợt đó, năm đó cái ảnh nhận thêm giường á, là lúc đó là mới cắn bầu em bé đó, là cái nhận thêm, cái bắt đầu đêm nào cũng thức hết á, cái chịu không nổi, tại vì không có ăn được mà ói rồi y như là người mình nó nuổn luôn vậy đó. Cái ảnh cạo ảnh chàng riết cái ảnh tức quá, còn đâu cỡ chừng vài trăm cây á, cái anh ghé anh bỏ em ảnh đi, anh cho cạo mình luôn. Là sao? Lý do gì mà đi vậy trời? Tại lúc đó mệt quá chị, trong người nó ra cái nó quạo, nhưng mà em đi vô giường của nhà xong rồi chút xíu em vẫn quay ra, em quay ra rồi em năn nỉ vợ lại. Cái xong cái em nói thôi giờ em không có làm nữa. Cái anh nói vậy thôi, nếu mà giờ ấy thì thôi giờ đi mướn người, đi kiếm người khác đi, đặng trả giường cho ta, ta kiếm người khác. Khi mà nghỉ cạo á chị, rồi vợ chồng em ở nhà, em chưa có công việc ổn định, rồi sanh bé đầu tiên ra thì em lo hết luôn. Khi mà ra tháng khoảng 6-7 tháng thì em mới đi vô công ty em làm. Lúc đó thì thu nhập hai vợ chồng em cũng không đủ nữa. Rồi về nhiều khi á là năm em cũng không có chi phí để mà lo đủ cho gia đình. Có bầu bé thứ hai ha, là lúc đó là ảnh, cái chỗ mà ảnh làm á là đã xong rồi. Ảnh mới đi ra ngoài cũng của công ty luôn, ra cái khách sạn 4 sao á, là cái công ty nó thuê đặng làm ngoài đó đó. Thời gian của ảnh lúc đó là nhiều lắm. Ảnh không có lo lắng gì cho vợ con luôn. Y như là ảnh bỏ phế vậy. Chỉ tới tháng tới về là đưa cặp tiền dục đó đó. Rồi vậy là rồi á. Cái bữa đó ảnh điện ảnh nói anh có bạn mời ăn tân gia, thôi anh đi về trễ nhất nha. Cái ảnh đi xong lúc đó về 9 giờ. Cái ảnh nói thôi bữa nay anh xỉn quá, anh đi ngủ nha em. Em nói thì anh đi ngủ đi. Mà anh tắm rửa xong lên anh không ngủ, anh nằm anh lấy cái điện thoại anh bấm. Anh thấy mình lên cái đợt anh bấm cái gì đó, y như là anh thoát ra khỏi cái đó vậy đó, anh không cho mình thấy. Cái xong mình nó tự nhiên ngay lúc đó mình có cái cảm giác trong lòng mình là rất là khó chịu, y như là bất an, y như là có một cái chuyện gì đó anh giấu giếm mình, anh không bao giờ cho mình biết. Xong cái để im coi, cái anh đi lợi anh sạc cái điện thoại. Nằm đó chút xíu cái đi lại bóc cái điện thoại của ảnh lên, thì em nói thiệt tin nhắn của ảnh nhắn với người đó rất là nhiều, đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn, y như là ảnh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn.
Ủa vậy lúc đó là cái người đó là gì của em vậy? Dạ không chị, tại cái bé đó là làm trong công ty em á, rất là chảnh chẹ đồ, thấy ghét lắm. Nên em mới nói trong bụng là cua cho bỏ ghét. Trời ơi, em cũng vô tình luôn, em tắt cái màn hình em đi sạc mà em không có thoát cái đó ra. Cái cuộc trò chuyện em không có thoát. Vợ em đọc được hết trơn luôn. Chị quen nhỏ đó mới có 2 tháng mấy thôi mà hả, nó viết đủ thứ trong đó luôn. Rồi từng lời từng chữ, nhiều lúc vợ con mình nhà chưa quan tâm được đến nỗi vậy luôn. Ngày quen là ngày nhiêu? Ngày 20 tháng 10 luôn. Em ơi, ngày phụ nữ gì đó hả? Dạ, vợ không hề có một chút động thái nào luôn. Không hề nói chúc em ngày phụ nữ hết này kia, mà lại đi chúc nhỏ đó. Rồi hả, cái ngày mà ảnh lên chức cái trưởng phòng á, ảnh nhắn với con nhỏ đó là em là người đầu tiên anh chúc mừng. Anh báo cho em biết trước là em là vợ mà em còn chưa biết trước nhỏ đó. Không, tại vì á là nói chung là bà xã em không hiểu em cũng giải thích rất nhiều rồi. Em nói là em không có thương, em chỉ ghẹo cho bỏ ghét thôi. Là khi em nói anh á, nếu như mà xác định là nếu mà em có thương rồi á thì làm chung công ty không thể nào mà không điện thoại qua, không nhắn tin lại. Khoảng 2 tháng sau là bé đó nghỉ công ty, không làm công ty nữa. Nhưng mà vợ em vẫn không tha thứ cho em. Tại vì em nói là nếu như mà còn thương thì anh cũng phải lén lút ở ngoài anh quen à. Còn cái này là vợ em phát hiện ra rồi là em không nhắn tin, em không kết bạn, em xóa toàn bộ cái trong máy em, bất kỳ gì cái người đó là em xóa hết, em không lưu giữ một cái gì hết. Thậm chí cái người đó kết bạn cũng nói em kết bạn lại nè, giờ anh không kết bạn, em xóa luôn, em quỷ luôn. Nên mà sau này vợ em vẫn không tin, viết đơn. Tự em đi làm đơn, em nộp luôn. Mẹ anh cũng khuyên nói thì thôi lỡ rồi, cái chuyện gì giờ cũng ấy, giờ nó biết lỗi rồi thì thôi bỏ qua cho nó lần này đi. Rồi cái mẹ nhà cũng khuyên này kia, cái thôi rút đơn lại. Nhưng mà mấy ngày sau cũng cãi nhau kịch liệt lắm, hai đứa đi ra tòa ký tên. Ủa ghen, vợ em ghen dữ lắm luôn á chị, ghen đến nỗi mà sáng sớm á em đi ăn sáng, cái em gặp con bé đó là ở cùng xóm luôn. Thì mình người ta ngồi ăn trước á, cái em vô em ngồi ăn sau, thì mình trai mình lịch sự mình trả tiền cho người ta. Cái vợ em cũng sao không biết, em ngồi quay lại cái chỗ người ta bán cơm, quay lưng lại em không thấy vợ em lâu đó mua cơm luôn. Thấy vậy cái chiều về sáng sớm đi làm, vợ chồng cười vui vẻ, chiều về cái hầm 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 mặt này nè. Hỏi ủa gì vậy em, sao rồi, cái gì thì nói với vợ chồng. Anh một dạ hai lòng, anh tự làm gì anh biết. Cái em mới ngồi em suy nghĩ nó, ủa em mình làm gì mà một dạ hai lòng ta, là mình đâu có liên hệ gì với cái người nữa đâu. Ngồi suy nghĩ nát óc luôn. Thì trong cái buổi sáng đó thì em có thấy vợ phớt qua, là lúc vợ mua đồ ăn xong về chị phớt qua, thì em cũng đứng lên em nhìn mà không kịp thì thấy giống lắm. Cái ngồi suy nghĩ nó, bộ hồi sáng em thấy anh ngồi ăn cơm với cái người đó hả? Thì vợ em cũng biết cái người đó nữa mà ghen đến mức vậy luôn á. Em bực một câu là mẹ em nói nếu trường hợp mà con thấy vợ con vậy rồi sao? Em mới nói là bình thường má, không có gì đâu. Rồi cũng cãi qua cãi lại, em tức quá em đi mướn nhà trọ ngoài em ở luôn. Ôi trời. Em dẫn con nhỏ gái em theo luôn. Em vô ngay cái nhà trọ của thằng em trong công ty luôn. Nó vô nó đồn hết công ty. Bà mẹ cầm cái giấy chứng minh hỏi con biết anh này không, cũng làm chung công ty con nè. Anh cầm lên, trời ơi anh Hải. Nó bắt đầu vô nó đồn hết nguyên công ty luôn. Ai cũng biết hết trơn, trời cái ship ảnh này kia nghe vậy cái nó kêu ảnh lên. Nói chuyện nó, ủa sao mà cưng phải ra nhà trọ, cưng mướn nhà trọ, cưng ở kỳ vậy. Mà mất cười lắm, đi ra nhà trọ ở thì em cho đi luôn. Em cũng không kêu lần nữa, đòi bắt nhỏ con gái em theo nữa. Cái lúc đó nhỏ đó, nó còn bé mất cười lắm. Nghe ba nó là mình đi lại tới nhà mới mình ở, phái lắm. Ba đi, ba mình đi, ba. Về giờ hai đứa tình trạng thực tại hiện giờ hai đứa là sao? À, đang rất là hòa thuận nha. Ai đăng ký cái chương trình này? Dạ, em là người đăng ký. Tại cái bữa đó vợ đi du lịch, dẫn hai đứa con đi, bỏ giận bỏ mình em nhà. Cái buồn quá bắt chương trình lên coi tại hôm bữa trước á, là vợ cũng có nằm coi, vợ nói anh em đăng ký chương trình nha. Nói ừ thì đăng ký đi, thì vợ chồng mình đi. Cái bà xã em ru luôn. Cái bữa đó ở nhà móc ra đăng ký thử coi mà. Em gỡ đại em là người đăng ký á. Đó, cuối dạ. Cùng là được tham gia. Dạ. Đó. Giờ nếu mà em muốn vợ em thay đổi á, là em muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ thì em cũng nhân tiện chương trình, em cũng gửi chương trình nhắn với vợ là vợ ơi đừng có ghen nữa, em là thật sự là em rất là thương vợ em. Ngoài đi làm là bây giờ là em không có gì là bậy bạ hết á. Nhưng mà em cũng có cái tánh là nóng tánh dữ lắm. Em cũng ráng em kiềm chế cái tánh nóng của em lại và để lo cho gia đình. Hiện giờ em cũng ráng em làm để cất cái nhà, em xây tổ ấm cho vợ chồng em. Rồi còn em, bây giờ Trang, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Thì em muốn ảnh là quan tâm tới mẹ con em nhiều chết. Tại vì cái thời gian ảnh đi là quá nhiều rồi. Cho nên về là
chơi với con. Đó, giờ không có nói lăng ban nghe, nói lăng ban một hồi nó quên là em muốn nó thay đổi cái gì đó. Dạ, muốn thì quan tâm tới vợ. Quan tâm tới vợ này rồi gì nữa. Mai mốt này kia là thấy phụ nữ khác là đừng có nhắn tin bậy bạ nói chuyện với người ta. Ta làm gì tại em, ta đi mắc mớ em phải bỏ ghét cua cho bỏ ghét. Bởi vậy cái điều mà bạn muốn ở vợ bạn là phải hiểu bạn, là bởi vì sao ngày xưa bạn chơi với bạn này là lúc đang đi học, là con số không chả là cái gì hết. Bây giờ người ta thành đạt rồi, người ta phải có những mối quan hệ xã giao trong trong cái xã hội này. Nhưng mà vợ em lại không được tham gia ở ngoài xã hội. Để vợ em hiểu rằng nếu khi mà con người ta hoàn cảnh thay đổi thì con người cũng phải đổi thay. Thì cái sự đổi thay hoàn cảnh và đổi thay con người á, vợ em phải biết nó là như thế nào thì vợ em mới đồng cảm thấu hiểu được em chứ. Chứ nếu mà cứ ở nhà thì vợ em là dừng lại, không bước tiếp. Còn em á thì bước mà bước quá nhanh. Thì làm sao hai người mới đầu từ đồng niên với nhau nè, đúng không? Đồng hành xong đến một lúc tự nhiên vợ em đứng y em đi muốt ở đây em đòi người ta hiểu. Làm sao mà hiểu được? Đúng không nè? Thì bây giờ hai bạn phải chấp nhận nhau ở cái thời điểm như thế này để chi để hiểu nhau hơn. Em phải chịu khó tìm hiểu cuộc sống của chồng em. Mình không có co mình lại nữa. Rồi, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Yeah.